Chương 8 Tạm biệt Roma. Sau lễ ba vua, ngày 6 tháng 1, Roma trở lại nhịp sống bình thường. Trường học, công sở, phố xá bắt đầu sinh hoạt lại. Cha tôi liên lạc với các bác sĩ để chuẩn bị mổ lại tiền liệt tuyến. Sau nhiều lần khám nghiệm, bác sĩ quyết định đưa ngài vào bệnh viện PO 11 để giải phẫu, lấy đi nốt phần vôi hóa còn sót. Và ca mổ được ấn định vào ngày 29 tháng 1. Đây là lần thứ ba ngài phải mổ tiền liệt tuyến. Hai lần đầu mổ tại Việt Nam. Trước đó 10 ngày, tôi đến thăm ngài tại nhà Foyer. Vừa vào phòng, ngài đã vui vẻ chúc mừng. Auguri, mừng hiền làm lính mục được 11 năm ngài. Tôi ngạc nhiên thích thú vì không ngờ ngài nhớ tới ngày kỷ niệm của mình. Ngài đưa cho tôi một dây Stola màu trắng và nói: Tặng hiền đấy nè, cố gắng sống đơ lính mục thánh thiện. Tôi cảm động nhận món quà ý nghĩa của ngài, một nhắc nhở về căn tính đời linh mục. Tôi vừa mở miệng định cảm ơn, ngài đã nói lấp: Chà, 11 năm chứ phải ít mà, phải ăn mừng lớn nha. Cha đã bảo không ăn cơm chiều rồi, hai cha con đi ăn tiệm tàu, cha đãi. Tôi lái chiếc Vespa chở ngài đến tiệm blues trên đường Madonna del Riposo, một tiệm tàu được mệnh danh là tiệm Đức Tổng, vì ngài thường đem những người quen thân đến đây. Hai cha con vừa ăn vừa nhắc lại những kỷ niệm ở Giang Xá, nhất là biến cố phong chức linh mục kéo dài hai ngày của tôi. Biến cố nhớ đời. Tôi tò mò hỏi ngài về dịp lễ ngân khánh linh mục của ngài, ngày 11 tháng 6 năm 1978, sau khi mới được về Giang Xá hai tuần. Ngài trả lời nhẹ nhàng: Chả mừng ngân khánh âm thầm với ông Quảng Trọng và ông Trùng Nghi. Trong thánh lễ cũng chỉ có hai ông đó và một ít nhau dân. Nhưng cha rất vui vì Chúa đã thương cho cha được tự do. Tất cả là hồng ân của Chúa. Được Chúa chọn làm lính mục là một hồng ân lớn lao. Nhưng ơn được trung thành trong chức vụ lính mục lại càng lớn lao hơn. Và bữa tiệc kết thúc trong tâm tình vui sướng tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ mình trong 11 năm qua. Và cảm ơn cha tôi vì sự quan tâm, tế nhị, và nhất là sự tin tưởng ngài dành cho tôi. Tôi nhìn lên bầu trời và cầu xin Chúa thương tiếp tục gìn giữ cha tôi được bình yên trong lần giải phẫu sắp đến. Tôi theo ngài vào bệnh viện một ngày trước khi mổ để kiểm tra lần cuối những thử nghiệm cần thiết. Tôi hỏi ngài: Cha có lo lắng chi không? Hai lần mổ ở Việt Nam nguy hiểm như rửa mà cũng qua được, thì lần ni của chi mô mà phải lo. Phải nói theo kiểu cha nhận, chỉ cần Chúa thổi phù một cái là xong ngay. Tôi vừa cười vừa thu xếp áo quần, đồ dùng của ngài vào các hộc tủ. Ngài lấy cuốn sách kinh và mẫu ảnh thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, ngồi xuống ghế và kể chuyện. Mỗi lần vào bệnh viện, cha lại nhớ lần vào bệnh viện của các sơ dòng Phaolô ở Sài Gòn để chữa bệnh lao phổi năm 1954. Tôi tò mò hỏi ngài: Như vậy có phải lúc đó cha mới chịu chức được mấy tháng thôi không? Ngài mỉm cười rồi nói: Đúng rồi, cha được chịu chức lính mục vào tháng 6 năm 1953. Tháng 7 thì ra vào sự tâm tòa làm phó cho cha tâm. Mới làm việc được mấy tháng, cha bị ho ra máu. Bác sĩ khám và cho biết là bị lao phổi. Rửa là cha phải bỏ tâm tòa vào Huế
chữa bệnh. Cha Tâm thường cho cha một số tiền để chạy chữa thuốc men, nhưng cả bác sĩ ở Huế cũng bỏ tay. Họ đề nghị cha nên vào Sài Gòn chữa trị, vì trong đó có nhiều phương tiện hơn. Cụ cha ơi, vào bệnh viện tư tốn kém lắm, đào đâu ra tiền để trả? Rồi cha làm sao? Cha viết thư cho mẹ Tây dòng phao lâu ở Sài Gòn, trình bày hoàn cảnh và xin mẹ tìm cách giúp đỡ. Khoảng 2 tuần sau, cha được thư mẹ đồng ý. Mừng quá, nhưng trong bụng cũng lo, không biết có chữa được không, hay phải cắt một lá phổi như đề nghị của bác sĩ ở Huế. Cha mời khẩn về Thánh Giuse, mẹ Maria và Thánh Teresa Hai Đồng, xin cho được gặp thầy gặp thuốc. Hiền thấy mẫu ảnh Thánh Teresa cha để trên bàn không? Bắt nguồn ngay từ thời đó. Ủa? Chắc quên đem mẫu ảnh Thánh Giuse và mẹ Maria rồi. Thôi để ngày mai con đem tới. Cha luôn để sẵn trong sách kinh mẫu ảnh Thánh Giuse và Đức Mẹ vì kính mến các ngài cách đặc biệt, nên đi đâu cũng đem theo mẫu ảnh các ngài theo. Rồi cha vào chữa bệnh trong Sài Gòn như thế nào? Cũng mất gần 5 tháng, bác sĩ khám lại và cũng đồng ý như ở Huế là sẽ cắt đi lá phổi bên phải. Trước khi quyết định ngày mổ, họ cho cha nghỉ ngơi để có đủ sức khỏe cần thiết cho ca mổ quan trọng này. Nhưng sức khỏe của cha ngày càng kém hơn. Trong thời gian đó, mỗi ngày cha tình nguyện dâng thánh lễ và giảng cho các sơ trong nhà nguyện riêng của họ. Đa số các sơ là người Tây, nên cha phải làm lễ và giảng bằng tiếng Tây. Ngày Chủ nhật, con có các ông bà Tây vào dự lễ nữa. Họ thích những bài giảng của cha lắm. Và qua họ, các cổ Tây cũng biết đến cha. Nhờ rửa khi trở về Huế, Đức Cha Thi đề nghị cha đi du học. Tôi nôn nóng, muốn biết phần cuối của câu chuyện nên hỏi ngài. Cuối cùng cha có bị cắt một lá phổi như bác sĩ nói không? Khi thấy tình trạng sức khỏe của cha ngày càng yếu, họ thu xếp và chuyển qua bệnh viện Grand, là bệnh viện của Tây. Bệnh viện này có các bác sĩ chuyên về lao giỏi nhất ở Việt Nam thời đó. Trước thời gian mổ, họ bắt cha uống trù sinh để xem thử có thuyên giảm chi không. Sau khi uống liên tiếp 1 tuần, các bác sĩ cảm thấy sức khỏe của cha tốt hơn nên tiếp tục cho uống trù sinh và chụp hình phổi để theo dõi. Đến ngày mổ, cha chuẩn bị sẵn sàng, phó thác mọi sự trong tay Chúa, mẹ Maria, thánh cả Giuse và thánh Teresa Hai Đồng. Họ đưa cha vào phòng mổ, các bác sĩ xem lại các hình chụp rồi bàn tán với nhau thật lâu. Cha xem họ có vẻ nghiêm trọng lắm. Cuối cùng bác sĩ trưởng bảo nhân viên chụp hình phổi của cha một lần nữa, rồi đưa cha về lại phòng. Cha hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ tin tưởng vào Chúa. Khoảng 15 phút sau, hai bác sĩ cùng vào phòng, và ông bác sĩ trưởng lắc đầu nói về cha. Chuyện khó tin thật. Cha tự nhủ, không lẽ bệnh lao đã lan qua lá phổi bên kia rồi, nếu không cần thiết phải mổ nữa. Nhưng bác sĩ tươi cười nói tiếp với cha. Chuyện lạ lùng, chúng tôi đã xem xét thật kỹ những phim chụp cuối cùng và không tìm thấy dấu vết lá phổi nữa. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao cha được chữa lành như vậy. Chúc mừng cha. Cha vui sướng tạ ơn Chúa vì tin chính Chúa đã ban cho cha ơn đặc biệt này. Cha cũng nói mấy lời cảm ơn hai bác sĩ và hỏi thử xem con sống được bao lâu. Ông bác sĩ trưởng vừa khoác tay vừa nói, cha đã hoàn toàn lành bệnh,
con sống lâu lắm. Chắc sẽ có dịp đến đưa xác nhiều người trong chúng tôi. Và hai ông bắt tay chia mừng với cha, rồi đi ra khỏi phòng. Tôi bàng hoàng thốt lên. Như vậy chắc là phép lạ rồi. Cha cũng nghĩ như vậy. Các bác sĩ giỏi đầy kinh nghiệm ở đây cũng không hiểu nổi lý do lành bệnh của cha. Có thể nói đây là phép lạ chỗ làm, nhưng không có nghĩa là một chuyện từ trời thinh linh rơi xuống. Phép lạ ở chỗ là nhiều người bị lao phổi cũng uống trù sinh như cha, nhưng chỉ có cha được chữa lành. Tạ ơn Chúa quá sức. Sau đó cha có về Huế liền không? Cha báo tin cho ông mẹ ở Huế để cùng cảm ơn Chúa, rồi về lại dòng St. Paul, Sài Gòn, để dược bệnh theo đề nghị tốt lành của các sơ. À, có chuyện đi vui này. Chuyện chi rửa cha? Ngài mỉm cười, ra vẻ thích thú rồi kể. Về lại nhà dòng, cha được sắp ở chung phòng với một ông triều phụ người Tàu ở Chợ Lớn. Ông không phải là người Công giáo, và có nhiều vợ. Các bà vợ thay phiên nhau vào thăm ông mỗi ngày, đem nhiều thức ăn tẩm bổ cho ông ta. Nữa mà ông ta còn muốn lấy sơ tây trẻ đẹp, có nhiệm vụ chăm lo khu vực đó nữa. Một bữa kia, ông hỏi sơ đó, bà có chồng chưa? Sơ ngần ngừ một chút, chắc ngạc nhiên vì câu hỏi là đời của ông. Rồi trả lời, tôi có chồng rồi. Ông Tàu mặt mày tiêu nghiệp thất vọng, hỏi tiếp, vậy chồng ba là ai? Sơ tây đáp lại một cách tự nhiên, chồng tôi là Chúa. Ông Tàu đặng đó trong giấy lá, rồi quả quyết, khi nào Chúa chết, thì tôi lấy ba. Tôi khoái chí cười to, ngài hứng khởi kể tiếp. Cha đang ở giường bên cạnh, nghe ông Tàu nói như vậy, phải cố gắng lắm để khỏi bật cười. Cha nhìn theo sơ tây, đang đi ra phía cửa, khuôn mặt thanh thản, tươi vui. Những câu chuyện đó cũng làm cha suy nghĩ về đời sống tần hiến. Theo Chúa để phục vụ vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương con người. Vì thế, người theo Chúa thật sự không thể mang khuôn mặt đầm ma hay cáu có khó chịu khi phục vụ tha nhân. Vì khuôn mặt và thái độ của họ sẽ làm cho chính người được giúp đỡ không thể nào nhận ra tình thương của Chúa. Trái lại, với khuôn mặt tươi vui, cử chỉ sáng sắc, dịu dàng, ân cần thắm hỏi, sẽ dễ đưa người khác đến gần Chúa. Trong câu chuyện, có thể ông Tàu triều phủ chỉ vì cảm nhận được sự phục vụ nhẹ nhàng của sơ tây nên sinh lòng cảm mến, và vì muốn cho cuộc đời của sơ đó được sung sướng, khỏi phải làm việc khổ cực trong bệnh viện, nên ông ta quyết định lấy sơ. Nhưng cha nghĩ, nếu sau này ông Tàu triều phủ có dịp hiểu được lý do tại sao sơ tây đó bỏ quê hương để đến Việt Nam phục vụ, chắc chắn ông ta sẽ tìm đến Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Thiện cảm giữa người với người là bước khởi đầu dẫn đến gặp chính Thiên Chúa. Tôi trở lại đề tài chính. Chương trình ngày mai như thế nào vậy cha? À, ngày mai á, cha sẽ được mổ vào lúc 6 giờ chiều. Bác sĩ nói chỉ kéo dài khoảng một tiếng thôi. Hiền ăn cơm trước, rồi vào ở lại cánh cha luôn. Úi chà, tối rồi. Để Hiền về trường, nhớ mặc áo cho ấm. Trời còn lạnh đó. Tôi chào ngài ra về. Câu chuyện về ông Tàu Chợ Lớn với câu nói bất hủ. Chúa chết thì tôi lấy bà. Làm tôi liên tưởng tới mẹ thánh Teresa thành Calcutta với công việc phục vụ người nghèo. Mẹ và các chị em trong dòng đã xả thân giúp đỡ những người bị xã hội ruồng bỏ,
vì tôn trọng phẩm giá của họ và muốn họ tìm lại được giá trị con người nơi chính bản thân mình. Đằng khác, qua việc phục vụ, yêu thương chân thành, mẹ và các chị em đã khai mở con đường dẫn đến Thiên Chúa cho mọi người mà không cần phải rao giảng. Yêu thương qua hành động, dù đó chỉ là những việc tầm thường có giá trị hơn lời rao giảng suông. Vì thế, mẹ thường khuyên bảo chị em, chúng ta không thể làm những việc vĩ đại. Hãy làm những việc tầm thường với một tình yêu lớn lao. Điều này cũng được cha tôi xác quyết trong số 814 của cuốn sách Đường Hy Vọng. Muốn nên thánh, con hãy làm những việc tầm thường. Có khi xem ra vô nghĩa nhất, nhưng hãy đặt vào đó tất cả lòng mến yêu của con. Hơn nữa, khi phục vụ, cử chỉ, lời nói vui vẻ nhẹ nhàng sẽ dễ giúp mọi người nhận ra tình yêu của Chúa. Chị em dòng mẹ Teresa Cancuta và Sơ Tây trong câu chuyện trên đã sống được điều đó. Bằng không, tôi bật cười vì nhớ lại lời cha tôi trong cuốn Đường Hy Vọng. Ưu sầu, chán nản, năn nỉ, phàn nàn. Lúc này người ta mới thấy rõ giá trị những lời khuyên nhủ hùng hồn, những lời tuyên bố nảy lửa của con đến đâu. Thấy mặt con, ai dám theo Chúa nữa? Và tâm hồn tôi đầy tràn niềm vui. Những lo âu về ca mổ của Ngài vào ngày mai hoàn toàn tan biến. Ngày hôm sau, khoảng 5 giờ chiều, tôi vào lại bệnh viện Pio thứ 11. Cha tôi vui vẻ hỏi. Hiền đã ăn cơm chưa? Tôi cười trả lời. Dạ, con ăn rồi. Cha sẵn sàng chưa? Luôn luôn sẵn sàng, hưởng đạo mà. Tôi cười và hỏi ngài. Chương trình có thay đổi gì không cha? Không thay đổi gì hết. Khoảng 5 giờ rưỡi, nhân viên bệnh viện sẽ đến đưa cha vào phòng mổ. Rồi khoảng 1 tiếng sau là xong. Hiền ở lại chứ? Tôi lấy trong túi sách một xấp giấy viết tay và nói với ngài. Cha coi nè, con đem bài vào đấy để học luôn. Ngày mai thi môn đầu tiên, cũng phải ôn lại một chút. Ngài nói giỡn với giọng Huế thật tức cười. Cha Hiền học ít hiểu nhiều, thi mô đầu đó muộn trượt cũng không được, có chi mô mà lo. Tôi phá lên cười và trả lời ngài cũng giọng rất Huế. Cha nói rửa chớ cũng phải rạn học, thi trượt ột dột lắm. Và hai cha con cùng cười thật vui. Ngài kể chuyện ngày xưa ở chủng viện an ninh. Có một bạn cùng lớp viết chữ rất đẹp. Anh em thấy vậy mới khen. Chà, mi viết đẹp thiệt. Chắc hồi trước phải tập viết nhiều lắm phải không? Anh ta trả lời một cách tỉnh bơ. Mô cỏ, mới đi học là tao đã viết đẹp rồi. Bây giờ muộn việc xấu cũng không được nữa mô. Tôi đùa phá ngài. Con nghĩ đứa viết chữ đẹp đó là cha quá. Ú cha ơi, cha làm răng mà được như rửa. Hòa mái cỏ chảo của thầy hòa sĩ Jean Maria, dòng thành tâm mới vắng hai chữ tốt. Ngài nói vậy vì biết tôi là cháu của thầy Jean Marie và viết chữ không được đẹp lắm, nên muốn chọc phá cho vui. Và hai cha con tiếp tục nói chuyện về dòng thánh tâm ở Huế, về dự tính trở về Việt Nam sau khi mổ. Đến giờ hẹn, hai nhân viên vào phòng và để chiếc giường trên đó cha tôi đang nằm, để đưa đến phòng mổ. Khi vừa ra khỏi phòng, ngài nói với lại. Hiền nhờ cầu nguyện nha. Tôi nói theo thật to,
Dạ, con cầu cho cha, cha mộ bình yên. Một mình trong căn phòng trống trải, tôi âm thầm cầu nguyện xin Chúa thương cho ngài được bình yên. Tôi nhớ tới lời cầu của cha tôi trong thời gian mất tự do. Nếu mẹ thấy rằng sau này con không còn ích lợi gì cho hội thánh, thì xin cho con được chết ở đây. Nhưng nếu thấy con còn hữu ích, thì xin cho con được tự do vào một ngày lễ của mẹ. Và tôi nài xin. Nếu Chúa thấy cha con còn hữu ích cho giáo hội, xin Chúa cho ngài được an lành mạnh khỏe. Tôi lấy tập giấy tóm tắt bài ra đọc lại, nhưng không làm sao tập trung được. Tâm trí cứ hướng về cha tôi. Không biết ca mổ lần này có gì trục trặc không? Hy vọng không như hai lần trước. Biết không thể nào tập trung học được nữa, tôi bỏ sách giấy tóm bài vào túi sách, rồi lấy chuỗi ra đọc kinh. Cùng với lời kinh, tôi cầu nguyện sốt sắng và xin mẹ gìn giữ ngài. Tâm trí tôi dần dần trở lại thanh thản, nhẹ nhàng, và thời giờ qua thật mau. Khoảng 7 giờ tối, hai nhân viên bệnh viện đẩy giường cha tôi về lại phòng, rồi nhẹ nhàng rút lui. Tôi hồi hộp đến bên cạnh giường. Ngài mở mắt và nhoẻn miệng cười. Tôi sung sướng cười lại, nhưng không dám hỏi điều gì vì sợ ngài còn mệt. Ngài đưa tay chỉ về phía cửa sổ. Tôi hiểu ý và đến kéo tấm màn che lại. Bên ngoài trời tối đen, nhưng trong lòng tôi rực sáng tâm tình tạ ơn. Chúa đã thương cho ca mổ lần này được tốt đẹp. Tôi trở lại cạnh giường. Ngài lại đưa tay chỉ về phía bàn nhỏ bên cạnh. Tôi với tay lấy tràng chuỗi và đưa cho ngài. Ngài chớp mắt như muốn cảm ơn, rồi cầm chuỗi âm thầm đọc kinh. Tôi ngồi xuống trên chiếc sofa có thể kéo thành giường ngủ ở sát bức tường và cùng hiệp ý đọc kinh tạ ơn với ngài. Chừng nửa tiếng sau, tôi đứng dậy kéo chiếc sofa ra thành giường, tắt đèn, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi nghe tiếng ngài trở mình và lên tiếng. Hiền, con thức không à? Tôi vùng ngồi dậy và trả lời. Dạ, con thức. Cha thấy trong ngươi thế nào rồi? Ngài không trực tiếp trả lời câu hỏi, bảo tôi cứ nằm xuống cho khỏe, rồi từ từ kể chuyện. Giọng nói hơi yếu, nhưng rõ ràng. Các bác sĩ cho biết ca mổ tốt đẹp, nặng hơn thời giờ họ dự tính. Tạ ơn Chúa. Tôi tò mò. Họ có đánh thuốc mê trước khi mổ không? Ngài đáp. Có chứ, ngay trước khi bỏ thuốc mê, cha nói mấy lời cảm ơn các bác sĩ và nhân viên phụ trách ca mổ. Sau đó thì không còn biết chi nữa. Khi tỉnh dậy, cha thấy mình đang ở trong một căn phòng khác. Các bác sĩ đến chúc mừng và cho biết cha tỉnh lại sớm hơn dự định. Họ chỉ xem qua chỗ mổ, rồi biểu hai nhân viên đưa cha về lại phòng. Vậy là xong. À, Hiền có ôn bài thi được nhiều không? Tôi cảm động thấy ngài quan tâm và tạ ơn Chúa vì đầu óc ngài đã trở lại bình thường. Tôi trả lời một cách vui vẻ. Dạ, cũng xem qua được một ít. Chiều mai mới thi. Còn cả sáng mai để ôn lại nữa. Cha con đau không? Ngài trả lời. Cục con chục ít, nhưng không đáng gì so với kỳ mổ lần trước. Lúc mới về phòng, đầu óc cha hơi mù mờ vì chắc thuốc mê còn ảnh hưởng.
bây giờ cha thấy tỉnh hẳn rồi. Nếu không ngủ được, thì cha lên chuỗi cầu nguyện cho giáo hội, cho đất nước, và đặc biệt cho các đặng linh hồn. Cha tôi có lòng yêu mến các linh hồn mồ côi một cách đặc biệt. Ngài được bà cố tập thói quen cầu nguyện cho các linh hồn này ngay từ thời niên thiếu, trong những buổi nguyện kinh ở gia đình vào mỗi tối. Và thói quen đó đã ảnh hưởng sâu đậm trên đời linh mục của Ngài. Ngài kể lại: khi làm linh mục, cha luôn dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn mồ côi. Chúa chọn mình làm linh mục là một ơn cao trọng. Mình phải biết chia sẻ ơn đó với người còn sống, cũng như đã qua đời, nhất là những người không được ai nhớ đến. Cho đến bây giờ, mỗi lần dâng thánh lễ, cha đều nhớ đến các linh hồn này, ngay cả khi có ý lễ riêng biệt. Thời cha làm giám đốc chủng viện, rồi làm giám mục, cha nhận được nhiều bổng lễ, nhưng cha đem tất cả những bổng lễ đó để giúp các linh mục thiếu thốn. Còn cha mỗi ngày đều dâng lễ cầu cho các đặng linh hồn. Và cha tin các đặng linh hồn luôn phù hộ cho cha. Những lời này tôi đã được Ngài chia sẻ khi mới chịu chức linh mục. Và bây giờ nhìn lại, tôi thấy Ngài vẫn đang tiếp tục sống như thế. Tôi nhớ lại những lời khuyên nhẹ nhàng trong lá thư Ngài đã viết cho tôi từ Úc trước khi về Việt Nam năm 1989. Cha có xin lễ giúp địa phận Nha Trang và Huế trong 3 tháng. Còn có giúp được thì giúp thêm cho anh em nhờ. Tình yêu của Ngài thật cao cả. Ngài không những nhớ tới người sống, mà còn cả những người đã khuất bóng. Và cùng với những ý tưởng cao đẹp này, tôi tiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vừa tỉnh dậy, tôi trở mình, quay đầu nhìn sang giường Ngài nằm. Giọng Ngài thật vui và mạnh hơn. Ôi cháu ơi, cha hiền ngủ như chết. Mới nói chuyện đó, cha gọi lại. Không thấy tắm hơi mua nữa, ngủ mất tiêu rồi, lè thiệt. Tôi vừa mắc cỡ, vừa tức cười. Tưởng vào đấy để khánh cha, ai dè cha khánh con, thần tình. Ngài cũng cười và kể chuyện. Tối hôm qua, cha còn ngủ được một lúc, sau đó thì tỉnh hẳn. Cha lại cầu nguyện, đọc kinh tiếp. À, cha nhớ một chuyện vui trong lần mộ ở Hà Nội, đợi hiền dậy để kể đây. Chuyện gì vậy cha? Hôm cha mới mộ xong và về tịnh dưỡng tại phòng ở bệnh viện, một ngày có mấy cô đến thăm và đem đồ ăn cho cha. Không biết nghe ai chỉ bày mà các cô ngày nào cũng hâm gà bắt cha ăn, lấy lý do là sau khi mổ ăn gà máu lại sức. Ăn một vài ngày đầu còn thấy được, nhưng sau 3 ngày liên tiếp cha chẳng còn thấy ngon lành gì nữa. Một lần thấy súp gà, cha đã ớn lên tới đâu. Rửa mà cũng ráng ăn vui vẻ cho các cô hài lòng. Có một bữa ăn xong, các cô xin cha giải tội. Lúc đó cha con phải nằm ở trên giường và mặc cái áo choàng của bệnh viện chỉ che phía trước thôi. Cha bảo cho biết là đã sẵn sàng, ai muốn xưng tội thì để bên giường để xưng. Các cô nhìn nhau rồi hỏi: Đức Tổng không mặc áo dòng, không đeo dây sola, làm sao mà giải tội được?
Các cô thấy các linh mục ở ngoài Bắc mỗi lần bán phép giải tội đều ăn mặc như thế, nên muốn chọc phá xem cha phản ứng như thế nào, vì nghĩ cha không thể giải tội được. Cha biết vậy nên đáp lại: không nhớ phúc âm rồi. Chúa Giê-xu trần truồng trên cây thánh giá mà con tha tội được cả nhân loại. Huống gì là cha? Bây giờ con có vài cha phía trước đang hoang. Các cô tưởng hỏi như vậy có thể bắt bị được cha. Không ngờ cha trả lời quá chỉ lý, nên đành chịu thua, vừa mắc cỡ, vừa tức cười. Tôi cũng cười òa ra, vừa khen vừa chọc phá ngài. Thần tình, cha trả lời hay quá, áp dụng phúc âm đúng nơi đúng lúc. Chắc các đại học ở Roma phải mời cha ở lại để dạy môn chủ giải kinh thánh. Ngài liền giả giọng Bắc trả lời một cách nghiêm trang: vô cùng nguy hiểm, bước. Tôi khoái chí cười to vì nhận ra ngài đang nhái lại kiểu nói của ông trùm nghi ở Giang Xá. Ông trùm nghi và ông Quản Trọng là hai người gần gũi nhất với cha tôi trong thời gian ở đây. Cũng như ông Trọng, chỉ sau một thời gian ngắn, ông nghi hoàn toàn tâm phục, khẩu phục cha tôi vì sự thánh thiện và lòng nhân từ ngài dành cho mọi người lớn nhỏ. Ông trùm nghi có thói quen dùng kiểu nói quan trọng, vì thế trạng từ vô cùng được ông sử dụng thường xuyên. Nhất là mỗi khi họp ban hành giáo hay thông báo điều gì với giáo dân. Cha tôi kể lại: một lần kia có người đem rau cải đến biếu. Không may hôm đó ông trùm đang ở nhà xứ. Ông bước ra gặp và hỏi đủ thứ chuyện làm cho người cho rau cũng mất hồn. Đến khi biết được rau không được trồng tưới hợp vệ sinh, ông trùm to tiếng: bà có biết biếu cho cụ tổng rau dơ dáy như vậy là vô cùng nguy hiểm và vô cùng phạm thượng không? Cụ là người thánh chứ đâu phải người thường, mà bà đem rau biếu không sạch sẽ. Bà đem biếu rau hoàng hồn, hai tay chấp lạy, xin lỗi rối rít: ôi, dạ kính thưa ông chủ, cho em xin lỗi, cho em xin. Ông chủ nghi liền xua tay, lên tiếng một cách oai vệ: bước, bước ngay đi khỏi đây. Bây giờ tình cờ nghe cha tôi lại dùng kiểu nói của ông trùm nghi, tôi không thể nín cười được. Chúa ban cho ngài tài khám phá ra chuyện vui chung quanh mình, ngay trong những nghịch cảnh dễ làm nản lòng người khác. Vì thế ngài luôn sống lạc quan yêu đời. Đèn bật sáng, hai nhân viên bệnh viện vào phòng chào cha tôi một cách vui vẻ. Họ thay các bình truyền serum, đo nhịp đập tim và cho biết mọi sự tốt đẹp. Tôi xin phép ngài về trường để ôn bài chuẩn bị thi chiều nay. Ngài bắt tay và chúc: maximum cum laude nghe. Tôi cười và nói giỡn với ngài: học về chán lắm, phải có điểm thấp trước rồi từ từ điểm cao hơn mới tiến bộ chứ. Maximum rồi thì lấy đâu để tiến lên được nữa. Ngài khoái chí khen kiểu lý luận lạ thường này của tôi. Thần tình. Và hai cha con thích chí cười vỡ lở. Chỉ sau 3 ngày, ngài được bác sĩ cho xuất viện về lại nhà Feuer phát diệm. Mỗi ngày tôi đều đến thăm ngài. Sức khỏe ngài phục hồi thật nhanh. Khoảng 2 tuần sau, ngài không cần phải để khăn thấm nước tiểu như trước nữa. Ngài sung sướng nói với tôi: tạ ơn Chúa quá sức. Sức khỏe cha trở lại bình thường. Cha định trở về lại Việt Nam. Tương lai tùy Chúa sắp đặt. Cha cứ tạm ở tòa giám mục Hà Nội, làm được gì thì làm. Nếu được lên làng Sơn càng tốt, vì trên đó thiếu linh mục. Bây giờ Hiền giúp cha đi mua thêm một số sách cần thiết cho Hà Nội.
các cha, các thầy ngoài đó thiếu thốn sách vở lắm. Cha định đem về bao nhiêu cuốn? Cũng phải vài trăm cuốn. Nhiều dự vậy cha? Con nghĩ hải quan sẽ kiểm duyệt không cho đem vào đâu. Nhiều người đem sách về Việt Nam cũng đã bị như vậy rồi. Cha có cách nào khác không? Ngài suy nghĩ một lúc rồi góp ý. Cha sẽ làm một danh sách, tất cả các sách định đem về, rồi gặp tòa đại sứ Việt Nam ở đây, xin kiểm duyệt trước. Nếu được chấp thuận, chắc sẽ không bị rắc rối với hải quan ở phi trường nữa. Hiền nghĩ rằng hả? Ý kiến của cha hay thật, đúng là bố già mà. Cha tôi thích chí. Thấy ông già còn sáng suốt phải không? Như vậy, khi nào không bận học, Hiền đến chợ cha đi mua sách, rồi về nhà xem lại để làm danh mục các loại sách chung với nhau cho rõ ràng. Xong xuôi, cha sẽ đến gặp tòa đại sứ để xin kiểm duyệt sách. Cha nghĩ chắc được thôi, hoàn toàn là sách đạo mà. Nhất trí. Và như thế, gần một tháng trời, hai cha con chở nhau đi bằng xe Vespa đến các tiệm sách ở Roma. Xem xét, cân nhắc, lựa chọn để mua đủ số sách cần thiết cho mọi môn học trong chủng viện. Và mỗi lần mua xong, về lại nhà Feuer. Chiếc xe Vespa 50 phân khối của tôi y ạch lết đi vì chở nặng. Nhưng sau tôi vẫn nghe tiếng máy nổ ấm hơn, êm hơn. Có lẽ vì chính tâm hồn mình cũng đang được sưởi ấm bởi công việc thật ý nghĩa mà mình được hân hạnh dự phần đóng góp vào. Ngài quyết định sẽ về lại Việt Nam ngày 23 tháng 3. Tôi cố gắng hoàn thành danh mục các sách Ngài sẽ đem về càng sớm càng tốt để Ngài có thì giờ trình lại với Tòa Đại sứ Việt Nam tại Ý. Đúng như Ngài dự đoán, Tòa Đại sứ chấp thuận cho Ngài đem về Việt Nam tất cả các sách đã liệt kê. Hai cha con vui mừng tạ ơn Chúa. Tất cả gồm 193 cuốn đủ loại. Ngài cẩn thận giao cho tôi một phụ bản danh mục để sau này khi tiếp tục mua sách gửi về khỏi bị trùng. Tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc, đóng sách vào thùng và chuẩn bị mọi sự sẵn sàng. Những ngày trước đó, Ngài liên tục tiếp khách. Đa số là những anh chị em liên tu sĩ tại Roma đến nhờ Ngài đem quà về giúp người thân ở quê nhà. Ngài vui vẻ nhận giúp, không từ chối một ai, vì biết món quà gói ghém tất cả tình thương và hy sinh của anh chị em. Có một lần gặp khách xong, Ngài về phòng mặt mày hớn hở. Tôi đang đóng sách vào thùng. Ngài kể với tôi, miệng tủm tỉm cười. Cha mời nhờ một chuyện vui của Đức Tộc Bình. Tôi nghỉ tay và hỏi Ngài. Chuyện gì vậy cha? Ngài cho tôi xem hàng chữ trên bì thư của một sơ vừa nhờ Ngài đem tiền về cho gia đình. Hàng chữ như sau. Nhờ hồng ân Đức Tổng. Tôi nói với Ngài. Có gì là đâu, nhờ cha đó mà. Ngài phì cười và giải thích. Đúng rồi, những câu này làm cha nhớ lại những lời Đức Tổng Bình nói với cha dịp Ad Limina vừa rồi, trước khi về Việt Nam. Và Ngài liền giả giọng Đức Cha Bình. Mỗi lần đi Roma về, tôi chỉ sợ một điều thôi. Đức Tổng có biết tôi sợ gì không? Tôi sợ cái hồng ân, nhiều người đem quà, đem tiền nhờ tôi mang về Việt Nam. Ai cũng nói, nhờ hồng ân Đức Tổng. Mấy cái hồng ân khác tôi không sợ, mà sao tôi sợ cái hồng ân này quá? Lần nào về tới Sài Gòn, tôi cũng phải mất cả tuần
để đưa mấy cái hồng ân này đi cho đúng chỗ. Xong le, nhiều khi cũng bị sai. Tôi sợ cái hồng ân này thiệt đó. Tôi thích thú cười ngặt nghẽo. Sao mà giống Đức Tổng Bình quá? Ngài tỉnh bơ giả giọng nói tiếp. Ai chà, bây giờ tôi thấy tôi cũng giống Đức Tổng Bình quá à. Càng gần tới ngày về, hồng ân càng nhiều. Xong le, tôi phải noi gương Đức Tổng Bình, sẵn sàng nhận hết các hồng ân cho mọi người được vui vẻ. Tôi cười muốn chảy nước mắt, cười không muốn ngưng. Nếu chỉ nghe mà không thấy mặt, chắc ai cũng tưởng chính Đức Tổng Bình đang nói. Nhưng qua câu chuyện nhờ hồng ân Đức Tổng và mua sách đem về Việt Nam, một lần nữa tôi nhận ra tấm lòng nhân từ của người mục tử, của một người cha, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận khó khăn vì niềm vui và lợi ích của con cái. Lòng nhân từ của người cha đẹp biết bao. Ngày tiễn cha tôi về lại Việt Nam đã để lại trong tâm hồn tôi một nỗi buồn trống vắng lớn lao. Hôm đó, ngày 23 tháng 3, Đức ông Giám đốc cùng với các sơ nhà phoi ơ phát diệp lái xe đưa cha tôi ra phi trường. Đến nơi, tôi thấy một số anh chị em liên tu sĩ Roma đã chờ sẵn để chào tạm biệt ngài. Tôi vội giúp ngài làm vé, cân hành lý và trả tiền cước thặng dư. Cha tôi chọn hãng máy bay Thái Lan. Trước đó, ngài viết thư cho hãng máy bay xin được thêm ký hành lý, nên tiền cước phải trả cũng nhẹ đi. Đến giờ phải vào bên trong, ngài đến bắt tay, chào tạm biệt và cảm ơn từng người. Tôi là người cuối cùng đến chào ngài. Ôm choàng lấy tôi, ngài dặn dò. Còn nhiều gian nan lắm, nhớ cầu nguyện cho cha. Cha đi bằng yên, con cảm ơn và cầu nhiều cho cha. Và tôi nhìn theo bóng ngài khuất dần. Tôi đã nhiều lần đọc bài thơ Những bóng người trên sân ga của Nguyễn Bính, diễn tả những buổi chia tay ngậm ngùi giữa những người thân yêu, nhưng chưa bao giờ thấm thía như lần này. Những chiếc khăn màu thổn thức bay, những bàn tay vẫy những bàn tay, những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt, buồn ở đâu hơn ở chốn này. Tôi theo xe Đức ông Giám đốc trở về nhà phoi ơ phát diệm. Đến nơi, tôi chào cảm ơn Đức ông và xin phép vào lại phòng của cha tôi để thu dọn đồ đạc. Những gì còn dùng được, tôi xếp gọn vào các vali hoặc thùng giấy cứng, rồi đem xuống cất trong nhà kho của bà Nhất. Còn những gì không cần thiết, tôi cho vào các bao rác lớn. Tôi vừa làm, vừa nghĩ về ngài. Hai buổi tối trước ngày về, tôi thức với ngài tới quá nửa đêm để sắp xếp hành lý và nghe ngài kể chuyện đời mình. Có lúc thật xúc động, nhưng cũng có lúc làm tôi cười mệt nghỉ. Nhưng đặc biệt trong toàn bộ câu chuyện, không bao giờ ngài tỏ ra oán trách hay đổ lỗi cho một người nào cả. Trái lại, luôn yêu thương vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào tình yêu của Chúa. Chính điểm cuối cùng này đã giúp tôi vơi đi nỗi buồn, lo lắng, vì biết rằng niềm tin tuyệt đối vào Chúa yêu thương sẽ giúp ngài vượt thắng mọi khó khăn, để luôn tiến bước về phía trước. Tôi liên tưởng đến điều ngài muốn nhắn nhủ trong sách Đường Hy Vọng. Đường con đi, có hoa thơm, cảnh đẹp, có chông gai, có hùm beo, có bạn hiền, có trộm cướp. Lúc mưa xa, lúc nắng cháy, chuyện không thể trách được. Con cứ đi, miễn lòng con đầy Chúa. Đi như Francisco, như Cirilo, như Anastasio. Đừng mất giờ dừng lại. Đừng sợ tiếng chửi. Đừng ăn mày tiếng khen. Và tôi thì thầm như đang nói với ngài.
con tin cha luôn đầy Chúa, tiến tới và vui luôn, phải không cha? Chương 9. Về lại Việt Nam. Tôi trở về trường tiếp tục đời sinh viên. Hơn 6 tháng trời được sống bên cạnh cha tôi ở Roma thật êm đềm và hữu ích. Việc học hành có hơi sao lãng, nhưng bù lại tôi đã học được nhiều điều quý giá qua kinh nghiệm sống của Ngài. Tôi buột miệng tạ ơn Chúa quá sức và phì cười vì nhận ra chính mình đang dùng lại kiểu nói của Ngài. Tôi viết cho Ngài một lá thư thật dài, kể lại hai buổi chiều thu dọn phòng Ngài ở foyer phát diệm, và báo cho Ngài biết số tiền của những bì thư nhờ hồng ân Đức Tổng còn để quên trên bàn. Nhưng trên hết, tôi muốn dùng lá thư này để bày tỏ tâm tình biết ơn sâu xa của mình. Một điều tôi cảm nghiệm từ lâu, nhưng khó tỏ bày mỗi khi gặp mặt Ngài. Đối với tôi, Ngài là một người cha tuyệt vời. Những từ ngữ được dùng để diễn tả đức tính tốt đẹp nơi một con người, nên một người cha không đủ để nói lên hết con người của Ngài. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn khi viết xong lá thư cảm ơn này. Dù biết rằng có cảm ơn cách nào đi nữa, cũng không lột hết được những gì mình cảm nghiệm. Ngoài giờ học, tôi tiếp tục viết đơn xin giúp các dự án Ngài đã giao lại trước khi về, rồi đem đến cho các cơ quan từ thiện mà trước đây Ngài đã đến thăm. Tôi sung sướng được đóng góp vào công việc chung. Vào giữa tháng 4, tôi vui mừng nhận lá thư của Ngài báo cho biết về đến nơi bình an với nội dung như sau. Hiền thân mến, cha về đến nhà chung lúc 18 giờ ngày 27 tháng 3 năm 1991. Máy bay Thái Lan trễ 3 giờ. Chúa thương mọi sự tốt đẹp. Ở sân bay, cán bộ an ninh cũng như hải quan làm việc tốt, kỹ càng mà nhanh gọn. Sách đem về cũng xong xuôi cả. Đáng hoan nghênh sự đổi mới tiến bộ đó. Tuy đi đường có mệt, nhưng đến nơi là vui vẻ. Không đâu bằng quê nhà. Bữa nay Hiền đi phục sinh chắc vui lắm. Có dịp mà xa tiền ý. Có gửi thư hay điền cho anh em, nói là cha gửi lời thăm tất cả. Chúc con mạnh. Phục sinh xong là chuẩn bị mà thi khảo và đi hè. Cầu nguyện nhiều. Cha Thuận. Tài bục. Hiện nay, đồ đạc gửi qua bưu điện vẫn nhận dễ dàng. Bạn anh Trung tên Thái cũng cho kèo bánh đều đều. Trong thư, Ngài gửi tấm hình chụp Ngài với một vài đức cha trong bộ đồng phục giải bóng đá thế giới Italia 90 với mấy lời sau đây. Đây là đội bóng quốc tế mới đăng ký. Người già nhất là cụ Hiệu, 70 tuổi. Quý hóa quá. Ngoài tiệm rửa phim, cứ hỏi đội bóng nào đây mà ông nào cũng to con. Ai cũng xin hình này. Hóa ra là hình ăn khách nhất. Tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn vì đã gìn giữ Ngài được bình an và sách vở đem về đều nhận đủ. Tôi đồng cảm với niềm vui của Ngài và hình dung Ngài đang phấn khởi nhờ các cha, các thầy ở Hà Nội sắp xếp các sách theo từng loại thành một thư viện bỏ túi. Và chỉ cần nghĩ đến hình ảnh các cha, các thầy cầm cùi đọc sách tra cứu, tôi cũng đã thấy rộn lên một niềm vui nhẹ nhàng.
Mùa phục sinh năm đó, tôi đi Hòa Lan và có dịp gặp lại những người thân quen của Ngài. Ai nấy đều vui mừng khi được tôi chia sẻ những tin tức về Ngài và hiệp ý cầu nguyện để Ngài sớm có công việc. Đến cuối tháng 4, tôi nhận được một lá thư khác của Ngài. Thư viết ngày 11 tháng 4. Hiền thân mến, cha vừa được thư con từ Hoa Lan. Chiều ngày 9 tháng 4 năm 1991, con thư kia được trước. Vậy là bưu điện đi rất là nhanh. Cha vẫn nhớ tụi con luôn. Không biết bên nở rất là nhạy mũi không? Mới về là họp hội đồng giám mục từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 4. Có dịp gặp lại anh em vui vẻ. Dặn nhờ con mấy chuyện. Thứ nhất, quái gở. Mấy chị quơ hết tạ của Vinh, mình vất lại trong tủ, mà gửi về hết với tém nữa. E phạt bình lại. Thủy được dịp cười một bữa. Thứ hai, nhà nước nhẹ nhàng, con cha thì khá thực thà, nên đến sân bay mọi sự dễ dàng. Sách mang về nhà hết, không phải đưa lên ban văn hóa. Hiện nay có thay đổi mặt đó. Việc các đức cha đi họp cũng vậy. Nên tiếp tục mua sách và gửi về dần dần. Thứ ba, con cứ liên lạc, bảo cho anh Trung mỗi khi có gói rồi. Hễ có dịp ai qua ngang nhà thì cứ vào mà lấy. Vì hiện nay gửi mau và nhẹ nhàng. Thứ tư, đồ sót, cha kính cũng đã trao lại. Thứ năm, gửi mấy tài liệu về Synod cho cha luôn, để xem về huấn luyện linh mục. Có sách gì hay, cứ mua. Thứ sáu, việc tiền người ta gửi, cha đã biến sổ rồi, và không mang tiền lẻ, khó nhớ mà khai. Nên về đây, cha đã giao lại cho họ rồi, cứ an tâm. Lá thư của Ngài làm tôi an tâm thật. Tôi lầm bầm. Ông già hay thiệt. Vậy mà mình lo không biết ông già xoáy sợ lầm răng. Hóa ra ông già đã ghi vào sổ tay tất cả những món quà anh chị em ở đây nhờ đem về. Nhẹ nhàng và bảo đảm. Quá thân tình. Tôi đọc lại lá thư và vui mừng tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn bình yên, mạnh khỏe, vẫn vui vẻ, yêu đời. Những lời đầu thư của Ngài làm tôi phì cười vì nghĩ tới hình ảnh người anh ruột của cha Thông ở Hòa Lan. Anh ta nói giọng Nam và thường sử dụng hai chữ rất là trong câu chuyện. Có một lần kể chuyện về bánh ngọt ở Pháp. Vì anh ta định cư ở Pháp, anh ta lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần chữ rất là. Nào là rất là ngon, rất là vệ sinh, rất là tốt, rất là tiêu chuẩn. Và chữ rất kéo dài một cách khác thường, làm hai cha con không thể nào nín cười được. Sau lần gặp anh ta ở Hòa Lan trở về nhà, Ngài và tôi được dịp áp dụng rất là một cách thoải mái mỗi khi nói chuyện với nhau, kể cả rất là thần tình, đem lại nhiều trận cười thích thú. Bây giờ đọc thư của Ngài, tôi cũng cười một cách rất là thoải mái, và tôi nghĩ chắc bên đó Ngài cũng rất là nhảy mũi. Tôi cố gắng dành thời giờ thực hiện những điều Ngài đã dặn dò trong thư, nhất là tiếp tục mua sách vở, gửi về cho thư viện bỏ túi của Ngài. Bản danh mục Ngài để lại thật hữu dụng. Tôi căn cứ vào đó, nên không bao giờ mua trùng lại những sách Ngài đã đem về Việt Nam lần vừa rồi. Khoảng 3 tuần sau, tôi nhận được lá thư của Ngài viết từ Hà Nội, dặn dò tiếp tục công việc giúp các dự án. Lá thư như sau. Hiền ơi, mệt quá,
tôi bệnh mất, rất là mệt. Khắp nơi từ Nam ra Bắc, kẻo đến xin. Chắc là vì họ biết có cha hiền bên nợ xin dùm. Khổ hơn nữa, lại là ai cũng muốn cho được ngay. Về cha nhắc lại là con bàn với Đức Ông Khả giải quyết thật nhanh. Chuyện đây thì chị Hoa, chị Kính về nói đủ hết. Sau đây là những điều xin con giúp cha. Thứ nhất, mua cho cha vài ống kéo giãn, đồ đạc từ Bangkok về vận tới tốt. Thứ hai, làm đơn xin cho cha các nơi sau đây. Ở địa phận Hải Phòng có nhà thờ Phú Tạo, nhà thờ Hưng Long, nhà thờ Đầu Lâm, nhà thờ Ông Mễ, nhà thờ Án Cổng, nhà thờ Trần Nội, nhà thờ Nhân Nghĩa, nhà thờ Phú Lộc, nhà thờ Tân An, nhà thờ Nghĩa Xuyên, nhà thờ Trại Bùng, nhà thờ Trại Bình, nhà thờ Đông Thôn. Tất cả các nhà thờ này thuộc địa phận Hải Phòng của Đức Cha Joseph Nguyễn Tùng Cương, giao lại cho cha Thanh giúp. Con chỉ cần khai tên và lý do chiến tranh, có đóng góp nhiều. Ở giáo phận Huế có nhà thơ Hỏi Dừa, nhà thơ Bến Củi, nhà thơ Bình Điền, nhà thơ Dọc Nam, nhà thơ Đã Hàng. Con có thể xin chung vì số tiền nhỏ và một lý do là chiến tranh tan nát. Ở giáo phận Nha Trang có nhà thờ Sông Mỹ, nhà thờ Xuân Ninh, nhà thờ Đại Điền. Con xem hệ các nơi hoặc các bà Clever có cho gì thì tin cho cha biết là con đã xin được cho ai, và có dịp nào bà con về thăm sẽ giúp thuốc men cho họ đầy đủ. Lên chân thành để thành hiến lễ tình.
chén rượu tình khiết đưa lòng con đến bên tình cha. Lời đầu của lá thư ngài gửi lần này làm tôi nhớ tới cha Kim ở Đại Điền, Nha Trang. Cha Kim có một thời gian làm quản lý tòa giám mục trước năm 1975. Mỗi khi có hội họp hay khách hứa nhiều, cha Kim có thói quen dùng kiểu nói: "Mệt quá, tôi bệnh mất." Để diễn tả công việc bề bộn của ngài. Điều dễ thương là cha Kim phát âm chữ mệt thành mợt và mất thành mớt nên nghe thật tức cười. Và cha tôi đã nhái lại kiểu nói này nhiều lần khi kể chuyện về Nha Trang, làm tôi cười rũ rượi. Nhưng qua lá thư này, tôi nhận ra nơi cha tôi hình ảnh của người mục tử nhân lành. Ngài quay quắt vì thấy con cái thiếu thốn, không đủ khả năng xây sửa lại nhà thờ đã bị chiến tranh tàn phá từ lâu. Thật ra, ngài đã sống tâm tình này từ lâu. Ngài kể lại với tôi: "Thời kỳ cha làm việc ở Korea, nhiều lần đi thăm những trại tị nạn, thấy dân khổ quá, cha phải lấy tiền riêng của mình giúp họ ngay. Sau đó mới gửi đơn tới các cơ quan từ thiện xin. Không may, đơn bị bác. Cha hao tài, những thầy dân nghèo vui, mình cũng vui lây. Cha vẫn tin rằng các đặng linh hồn sẽ phù hộ, bù lại cho mình cách này, cách khác. Mà thiệt, tự nhiên đâu đâu có người gọi tiền tới giúp. Không cần đơn xin, sổ sách, báo cáo chi cả. Chúa làm việc thật là lùng." Vì thế, tôi tin chắc lần này ngài cũng ứng trước cho những nơi nghèo khó nhất. Và điều này càng thúc bách tôi làm việc đắc lực hơn. Tuy nhiên, tôi cũng biết rõ cha tôi không bao giờ muốn tôi vì công việc của ngài mà lơ là bổn phận của mình, việc học hành. Nếu cuộc sống Kitô hữu nên trọn lành nhờ biết thực hiện thánh ý Chúa, thì bổn phận chính là ý Chúa trong giây phút hiện tại. Trích sách Đường Hy Vọng số 17. Tôi luôn nhớ lời khuyên này của ngài, nên cố gắng dành nhiều thời giờ hơn để xem lại bài vở, chuẩn bị cho mùa thi cuối năm. Gần cuối tháng 5, tôi nhận được thêm một lá thư của cha tôi trong lúc đang cặm cụi ôn bài chuẩn bị thi. Trong thư, ngài tiếp tục dặn dò tôi tiếp tục viết các đơn xin giúp xây sửa các nhà thờ và công trình giáo dục. "Thám Hiền thân mến, chắc con đã nhận được thư cha và hình rồi. Cha cũng nhận được điện Đức Ông Khả rồi. Con cảm ơn ngài dùng cha với. Bữa nay con sắp nghỉ chưa? Đừng đi chơi đâu. Thế nào cũng sáng mẹ Đức và mẹ Hoa Lan. Nay nặng quá. Cha nghe sốt cả người, nhưng vui vẻ như thường. Vừa rồi còn mấy cha ở Huế, cha Nam, cha Doan, cha Hiền ra và các chị đủ dòng. Tình hình của cha vẫn chưa có gì rõ cả, nhưng cha cũng không gấp.
bao giờ cũng khỏi việc mà làm, cứ vui luôn. Bữa trước đã gửi cho con một số yêu cầu, nay cha ghi lại. Nếu có cái nào cũ rồi mà con xin rồi thì bỏ đi. Các cái mới cứ xin, những gì xin được sau ngày cha về 23 tháng 3 thì con cứ gửi cho cha theo đường Fukol là tiện nhất. Cảm ơn Chúa quá sức. Ở Hải Phòng có nhà thơ Trần Nội, nhà thơ Phú Tạo, nhà thơ Hưng Long, nhà thờ Đầu Lâm, nhà thờ Ông Mễ, nhà thờ An Cống, nhà thờ Nhân Nghĩa, nhà thờ Phú Lộc, nhà thờ Tân An, nhà thờ Nghĩa Xuân, nhà thờ Trại Bùng, nhà thờ Trại Bình, nhà thờ Đông Thôn. Ở Vinh thì có nhà thờ Bông Sơn, nhà thờ Đông Hòa, nhà thờ Nhân Xã, nhà thờ Nhân Thi, nhà thờ Trang Nữa, nhà thờ Xuân Hồ. Ở Huế có nhà thờ Hoa Dừa, nhà thờ Loan Lý, nhà thờ Thừa Lưu, nhà thờ Bến Củi, nhà thờ Bình Điền, nhà thờ Giáp Nam, nhà thờ Đà Hàng, nhà thờ Lạ Ý, nhà thờ Dương Sâm. Ở Nha Trang có nhà thờ Sóng Mỹ, nhà thờ Bình Tuy. Ở Bùi Chu có nhà thờ Khu Tây Quân Cổng. Ở Hà Nội có nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Bưởi. Mấy bữa ni đang trong thư hiền mà chưa được. Khi nào ai cho các project mới sau ngày cha về 23 tháng 3 thì tin cho cha. Cảm ơn con lắm. Cầu nguyện. Cha. Vừa rồi được điện Đức Ông Khả, cha cảm ơn ngài nhiều. Nhớ thánh quán thầy Gelato. Con gửi cho cha một bản document về người phóng hủy, vì ở nhà không có. Lá thư này cho tôi biết thêm về tình hình sức khỏe và công việc của ngài. Mùa hè ở miền Bắc với cái nắng oi ả dễ làm cho con người mệt mỏi. Nhưng ngài không đi tìm sự dễ dãi cho riêng mình. Trái lại, vẫn tiếp tục làm việc vì lợi ích của người khác, làm những công việc trong tầm tay của mình. Ngay trong giây phút hiện tại, không cần phải chờ đến lúc có chức phận rõ ràng. Ngoài việc giúp xây sửa các nhà thờ bị hư và giúp những người bị bệnh phong, ngài còn phụ trách việc giảng dạy, huấn đức cho các thầy ở Đại chủng viện Hà Nội. Khối việc mà làm. Đúng thật, vì thế ngài luôn bình thản, vui vẻ. Một lần nữa, ngài giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của giây phút hiện tại và những công việc tầm thường. Tôi nhớ lời khuyên của ngài. Con bảo đợi lúc nào có thời cơ, con sẽ làm việc vĩ đại. Không biết trong đời con, thời cơ sẽ đến mấy lần. Nhưng hãy cướp thời cơ mỗi ngày để thực hiện cách phi thường những việc tầm thường. Trích sách Đường Hy Vọng số 818. Chính điều đó làm cho cuộc đời có ý nghĩa. Tôi phì cười khi đọc đến hàng chữ Thánh Quan Thầy Gelato. Đây là biệt danh ngài đặt cho Đức Ông Khả, vì Đức Ông thường mua kem Gelato đãi anh chị em liên tu sĩ Roma. Nhưng điểm chính của lá thư vẫn là những dự án giúp xây sửa các nhà thờ. Vì thế, dù đang bận rộn thi cử, tôi cũng gắng thì giờ viết tất cả những dự án được đề cập trong thư, rồi đem tới các cơ quan từ thiện, vì biết ngài đang lo lắng quan tâm rất nhiều đến vấn đề này. Tôi cũng viết thư báo cho ngài biết về những việc đã làm và gửi kèm bản tài liệu
về bệnh phong như ngài yêu cầu. Những người mang bệnh phong luôn có một chỗ đặc biệt trong trái tim ngài, và bằng mọi cách ngài cố gắng giúp đỡ để xoa dịu được phần nào những đau thương tủi nhục mà họ phải gánh chịu suốt cả cuộc đời. Trong thư, tôi cũng bày tỏ ý định sẽ thực hiện một cuốn kỷ yếu nhân dịp lễ ngân khánh giám mục của ngài vào năm tới, năm 1992, để bày tỏ lòng biết ơn đối với người cha rất thân thương của mình. Mùa thi rồi cũng qua đi. Tôi về lại Mỹ thăm gia đình và người thân ở vùng Los Angeles. Tôi đến gặp anh Thường và Hằng Tâm để bàn chuyện làm cuốn kỷ yếu. Hai người này đều là con cái của ngài, và mặc dầu không còn đời sống tu trì, cả hai vẫn tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với ngài. Chúng tôi đồng ý tiến hành công việc này và quyết định chọn 36 chủ đề trong cuốn sách Đường Hy Vọng để làm nội dung cho cuốn kỷ yếu, vì biết đó là những điều tâm huyết của ngài. Cuối tháng 6, tôi nhận được lá thư của ngài gửi qua địa chỉ của Hằng Tâm, vì tôi quên gửi địa chỉ của tôi ở Mỹ cho ngài. Thư viết như sau. Ngày 2 tháng 6. Hiền ơi, được thư hồi sáng nay mừng quá. Chúa sắp đặt mọi sự, cứ mỗi lần là được có người giúp đỡ. Những ai mạnh tay quá hết vốn, chưa được tin ba con. Thứ nhất, Formation Protest. Được hết con lấy document, radio, ông kể cho cha. Cha để lại nơi con, màu trắng và xanh, mà gợi dần, sau đó tìm thêm nơi khác. Thứ hai, kỷ yếu tuy tụi con, nhưng việc sao cho dị dọn, nhẹ nhàng, mà vừa có chiều sâu, qua đường hy vọng. Mỗi chuyện trứng một câu, mà phải là câu độc đáo, xem đó là expression của cha, kinh nghiệm sống. Còn ví dụ thì tụi con tự đáng cử qua những gì mình nhớ hoặc người ta thuật lại, như là bác ái, lãnh đạo, luyện người, làm việc, đường lối qua khẩu hiệu, các thứ chung. Thứ nhất, tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức được phần sự người công giáo, phần sự giáo dục gia đình, phần sự công dân. Thứ hai, vững mạnh trong đức tin, tiến lên trong an bình. Hòa bình sẽ còn khó khăn hơn lúc chiến tranh về mặt đạo đức. Thứ ba, công lý và hòa bình. Một đường lối sống đạo mới. Thứ tư, kỷ niệm 300 năm, Đức cha Lâm Bích đến Nha Trang, miền Nam Việt Nam, lịch sử truyền giáo Việt Nam. Chương trình truyền giáo ở giáo phận Nha Trang, lương dân, các dân tộc Chàm, Thường. Thứ năm, sứ mạng của Chúa Giê-xu là sứ mạng của chúng ta. Thứ sáu, cánh tân và hoa dài. Năm thánh 1974-1975. Cha sẽ cố gắng kiếm thêm một số hình ảnh nếu được. Rất là mệt, rất là sợ cholesterol. Cầu nguyện nhiều, quy cho thằng, thân mến, cha. Riêng về cuốn kỷ yếu, ngài dặn dò thêm. Hiền, nếu con viết kỷ yếu, thì viết cái gì cũng cứ trích dần từ cuốn Đường Hy Vọng. Có thể minh họa bằng lời cầu nguyện. Thứ nhất, con về mẹ. Thứ hai, Maria mẹ của tôi. Thứ ba, Maria sự sống của tôi. Thứ tư, thay lời kết. Thứ năm, thập đại. Tôi đọc thư và có cảm tưởng như chính ngài đang nói chuyện với mình.
lời văn diễn đạt kiểu nói của ngài. Một kiểu nói dễ hiểu, ngắn gọn, pha lẫn những câu chuyện vui. Tôi hình dung thấy ngài đang nhái lại giọng nói và điệu bộ của cha Kim ở Nha Trang khi đọc tới hàng chữ. Rất là mở. Thấy được khuôn mặt nghiêm trọng của anh ruột cha Thông ở Hòa Lan khi nói rất là sợ cô Retro. Hay bộ mặt tỉnh bơ của cha già Phát ở Huế khi dặn dò các em chuẩn bị xưng tội lần đầu. Này, quỳ cho thẳng, đừng ngỏ cha, đừng già. Những mấu chuyện gợi hình này giúp tôi thu hẹp khoảng cách không gian và luôn cảm thấy gần gũi với người cha của mình. Tôi cũng cảm thấy vui vì những gì mình dự tính để thực hiện cuốn kỷ yếu đều trùng hợp với những điều ngài đề nghị trong thư. Chọn cuốn Đường Hy Vọng làm đề mục chính. Tôi chia sẻ những lời dặn dò của ngài với anh Thường và Hằng Tâm. Cả ba anh em hăng say tiếp tục công việc. Đến cuối tháng 7, tôi nhận được lá thư ngài gửi cho cả ba anh em, dặn dò chi tiết về cách tìm những bài viết của ngài để in vào cuốn kỷ yếu. Thắm Hiền, Hằng, Thường. Vừa được thư ngày 12 tháng 7, vậy là gần một tháng. Cảm ơn và mừng tụi con vui vẻ gặp nhau. Rất là tốt, như cha Thông con vậy. Sau đây cha trả lời mấy chuyện. Thứ nhất, Đường Hy Vọng chỉ 36 chương, không phải 38. Do mỗi năm 12 chương, cũng như những cái chỉ có một là 24 cái, vừa đủ 2 năm. Việc in 38 là cái sai của Úc, mà đã nói nhiều lần rồi, chỗ khác vẫn làm lại. Chỉ đến 36 hy vọng và sống hy vọng là hết. Còn bài tổ quốc còn 1 tỷ, làm sao thành một chương được? Mà những cuốn Đường Hy Vọng từ đầu cho đến năm 1990 chỉ có 36 chương thôi. Số chương 36 cũng như số câu 1001 là đã tính toán. Mà đổi sai nhỏ vẫn là to, vì mất ý nghĩa cũng như thực dụng. Thứ hai, thư Hiền viết thế nào mà cha chỉ nhận một phong bì tem Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh, còn thư thì photo. Mà phong bì sách họ giảng và đồng dấu hai mặt và đề thứ đến thì rách, tôi cũng cổ lại. Thứ ba, gửi cho cha cử đề bà Phan Thị Huy. Nếu gửi tên cha, một tờ báo 30 Johnny để trống thì tới. Còn cái khác, họ kêu mình ra nhận. Mà cha không còn giấy tờ, nên mỗi lần phải ra ban tôn giáo xin giấy. Rớt la về đó. Thứ tư, hai bài thơ Maria là ở trong báo Dân Chúa. Thứ năm, Thập Đài thì ở trong Lữ Hành, trang 470, 472. Thứ sáu, cha có 7 thư chung, tìm được 4, còn thiếu 3. Thứ bảy, bài cần hơn Thập Đài là bài Con Tròn Chúa, cuối Lữ Hành, một lập trường ý thức. Thứ tám, và hai bài thơ Xưa và Nay, Mẹ và Con. Hai bài thơ này có ý nghĩa. Thứ chín, Đường Hướng. Trong khẩu hiệu Gaudium Spes, lấy cả hiến chế làm chương trình hồi thánh trong thế giới hôm nay tại Việt Nam. Trong phần giới thiệu cuốn sách có viết, đối với người Việt Nam chúng ta, nhiều vấn đề có lẽ còn quá mới mẻ, nhưng hướng đi của cộng đồng là hướng đi của lịch sử hiện đại. Hiến chế mục vụ, nếu được hiểu và áp dụng đúng mức, sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời giờ và sức lực. Con gặp mọi người,
chuyển lời kính thăm thay cha, cầu nguyện nhiều. Cha, theo lời chỉ dẫn trong thư, chúng tôi kiếm được những bài vở cần thiết để thêm vào nội dung cuốn kỷ yếu. Vừa làm việc, chúng tôi vừa kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm êm đềm, những quan tâm tế nhị, những lo lắng thương yêu mà Ngài đã dành riêng cho mỗi người. Ngài thật đúng là một người cha cao cả, một người cha tuyệt vời. Sau 2 tháng làm việc hết mình, đến giữa tháng 8, cuốn kỷ yếu mừng 25 năm giám mục của Ngài đã được hoàn tất. Chỉ cần 2 tuần nữa là in xong. Tôi vội trở về Roma để chuẩn bị cuộc hành hương Lộ Đức mà từ lâu tôi đã ước ao. Anh Thường sẽ gửi kỷ yếu qua đây cho tôi, để đến đúng ngày 24 tháng 6 năm 1992, tôi sẽ phổ biến mừng ngân khánh giám mục của Ngài. Thật ra mùa hè năm nay, tôi định đi Ba Lan để tham dự ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Nhưng vì không kịp thu xếp công việc, tôi đành phải đổi chương trình và quyết định đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức tại Pháp. Tôi thích đến các trung tâm hành hương, nhất là các trung tâm Thánh Mẫu, vì bầu khí ở đó dễ giúp con người được hướng thượng hơn. Thật vậy, chỉ cần nhìn đoàn người đông đảo khắp nơi xa gần tụ tập về đây, cũng đủ làm cho mình cảm nghiệm được có một cái gì linh thiêng tại nơi này. Một cảm giác thật quen thuộc. À, phải rồi, đó chính là cảm giác linh thánh mà tôi đã từng ngục lặng say sưa mỗi lần đi hành hương Thánh Địa La Vang từ thời thơ ấu. Hành hương cùng với gia đình, với đoàn thiếu nhi của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Huế. Đặc biệt, trong thời gian ở Đông Hà, từ năm 1964 đến năm 1968, năm nào sau dịp Tết, trên đường về Huế để họp mặt gia tộc, gia đình tôi cũng đến La Vang kính viếng mẹ và cầu bình an cho năm mới. Và cảm giác này càng say rứt hơn khi nhìn cảnh hoang tàn đổ nát của Trung tâm Thánh Mẫu La Vang vào dịp Giáng sinh năm 1972. Bây giờ, 29 năm sau, tại Lộ Đức, cảm giác linh thánh này lại bùng lên một cách mãnh liệt trong tâm hồn của mình. Đồi chặng đường thánh giá và hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra đã cuốn hút tôi một cách đặc biệt. Với tất cả tâm tình, tôi cầu nguyện cho giáo hội, cho thế giới, cho quê hương, cho gia đình và người thân. Quỳ trước hang đá Lộ Đức, tôi nhớ tới cha tôi với mẫu chuyện Ngài kể lại khi đến thánh địa này lần đầu tiên năm 1957, thời còn làm sinh viên ở Roma. Ngài suy niệm lời Đức Mẹ nói với thánh nữ Bernadette: Mẹ không hứa cho các con niềm vui và an ủi trên trần gian này, nhưng các thử thách và khổ đau. Và cảm nghiệm đó cũng chính là những lời Đức Mẹ muốn nói với Ngài. Nhưng mãi đến sau năm 1975, những lời này mới trở thành hiện thực. Đến năm 1990, khi nghe Ngài kể lại chuyện này, tôi đã phấn khởi reo lên: Như vậy lời Đức Mẹ đã ứng nghiệm rồi, chắc cuộc đời của cha sẽ sung sướng hơn. Nhưng Ngài lắc đầu và nói: Cha nghĩ đời cha còn nhiều gian nan lắm, chưa hết mô, phải cầu nguyện nhiều. Tôi luôn ghi nhớ những lời chia sẻ này của Ngài, và vì thế, lời nguyện cầu dành cho Ngài càng tha thiết hơn. Lạy mẹ Maria, mẹ của chúng con yêu mến mẹ. Con cảm ơn mẹ đã ban chính Chúa Giêsu cho chúng con.
Cảm ơn mẹ đã đưa nhiều người về với Chúa Giêsu, con mẹ. Cảm ơn mẹ đã ủi an những người sầu khổ, đỡ nâng những kẻ thất vọng và chỉ đường ngay cho kẻ thiện tâm. Con cảm ơn mẹ cách riêng đã gìn giữ người cha thân yêu của con được an lành. Con biết tương lai mỗi người đều thuộc về Chúa. Sướng khổ chẳng ai biết trước được. Con chỉ xin mẹ hãy tiếp tục đồng hành với Ngài, như mẹ đã đồng hành trong suốt hơn 16 năm qua. Vì có mẹ, chắc chắn đời Ngài sẽ luôn được hạnh phúc. Mọi thử thách sẽ trở nên dấu ấn của tình yêu Chúa và làm cho cuộc đời của Ngài trở thành đời chứng nhân của niềm tin, của hy vọng và yêu thương. Lạy mẹ Maria, mẹ là nguồn cậy trông của con. Vào cuối tháng 9, tôi về lại trường Thánh Phêrô để chuẩn bị năm học mới và nhận được lá thư sau đây của Ngài. Ngày 4 tháng 9, Thắm Hiền. Đi Ba Lan về mà gặp hai mẹ đáng kính, Đức và Hòa Lan, thì rất là vui vẻ. Thứ nhất, cha đã gửi thêm các thư luân lưu cho Hằng và mấy bài thơ lúc ở ngoài này. Nhưng cha chỉ muốn sử dụng bài Xưa và Nay, Mẹ và Con, Tù là Trường Học, Thời Khóa Biểu Giáng Xá, vân vân. Mấy bài thơ đường đừng dùng. Thứ hai, Đức Hồng Y Mahoney ở Los Angeles đã mời cha đi Los Angeles họp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 này. Nếu thật là mà họ cho phép, thì sẽ có dịp gặp nhau. Thứ ba, cha gửi nhờ cha Urrutia mang cho con cuộn băng video cha đi thăm các xứ ở Bắc, vừa chơi theo lời mời của các cha, và cũng cho biết sinh hoạt giáo dân, kẹo sau có về Huế thì không có dịp. Tiếc quá, dịp Đức Hồng Y lo đi Việt Nam mà tuổi thân thải không về mà quay. Thứ tư, sắp gửi về Việt Nam, cha nhận lần hồi kể ra là ngõ cả, nhưng các thùng còn thiếu, cha không nhớ là mấy, là vì không nhận mấy đôi giày và cũng chưa nhận một băng cassette nào về các bài hát, bài giảng, các phim slide. Cha mua rất là nhiều. Con nhớ xem mình gửi lạc chỗ nào không? Vì giá trị nó lớn, đắt tiền lắm. Nhớ nghe. Thứ năm, con chỉ nửa chưa nhớ, cầu nguyện nhiều. Thứ sáu, có làm kỳ yếu hay cái gì thì khiêm tốn. Ăn thua là mình bình luận các thứ chung và đường hy vọng. Những gì đã nói cách đây 20 năm, nay càng thấy thiết thực hơn. Thăm mẹ, chị Vinh. Nếu tháng 10 này mà cha quá được Mỹ, thì phải in sách ra nhiều. Đường hy vọng, Lữ Hành, Dưới Ánh Sáng, cả tiếng Anh nữa. Cha. Được thư lần này, tôi cảm thấy hối tiếc vì không thể thực hiện cuốn kỷ yếu mừng 25 năm giám mục một cách hoàn hảo như Ngài mong muốn. Lực bất tòng tâm. Vì chỉ có mùa hè, tôi mới có thì giờ để viết bài và việc in ấn cuốn sách đó tại California cũng dễ dàng hơn. Đằng khác, phương tiện liên lạc chưa được tiện lợi, mau chóng, nên khi thư của Ngài đến nơi, cuốn sách đã hoàn tất. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất Ngài nhắc lại trong thư, có làm kỹ yếu hay cái gì thì khiêm tốn. Anh em chúng tôi đã cố gắng giữ được, vì biết rõ Ngài không bao giờ thích phô trương. Trái lại, suốt cả cuộc đời, Ngài luôn sống khiêm nhường, bình dân và gần gũi với mọi người. Ngài thường nhắc bảo, kiêu ngạo là ăn cướp ơn Chúa, vinh danh Chúa
để làm của riêng con, công nghiệp con. Đường Hy Vọng số 511. Và vì thế, dù cuốn kỷ yếu không được hoàn hảo, tôi cũng cảm thấy hài lòng và được an ủi nhiều, vì ít ra mình cũng đã giữ được sự khiêm tốn cốt yếu này. Tôi lục tìm trong tập bản thảo làm cuốn kỷ yếu Ngân Khánh Giám Mục và lấy ra bài thơ Xưa và Nay, được Ngài cảm hứng vào dịp kỷ niệm tấn phong giám mục năm 1976. Tôi đã đọc bài thơ này nhiều lần và lần nào cũng không cầm được cảm xúc. Lời thơ diễn đạt sự hy sinh cao cả nhưng âm thầm của Ngài và tỏ bày tâm tình yêu mến, trung thành quyết liệt với giáo hội. Ngậm ngùi nhớ lại cảnh xưa, tâm tình lai láng, chan hòa yêu thương. Xưa con dâng lễ chén vàng, nay máu Thánh Chúa ngập tràn trên tay. Xưa viếng Thánh Thể mỗi ngày, nay mang liên lỉ Chúa ngay trên mình. Xưa kinh thần vụ Latin, nay thơ lục bát thấm tình nguyện xưa. Xưa đi giảng dạy liên miên, nay con nghe Chúa triền miên phỉ tình. Xưa sang La Mã đô thành, nay vì giáo hội hy sinh vẹn toàn. Xưa tòa giám mục khang trang, nay trong tâm tối lang thang một mình. Xưa cùng con cái thân tình, nay thân cô quạnh phê bình tự phê. Xưa tay phân phát tứ bề, nay mong đón nhận một bì cám say. Xưa đường Trần Phú 22, nay đường Trần Phú nối dài 80. Xưa quen thăm viếng 60, nay cách mấy bước bùi ngùi nhớ thương. Xưa bơi lướt sóng gió vàng, nay nghe sóng vỗ trên giường thao thức. Trăm ngàn lo lắng rây rứt, muôn phương ngàn nhớ chồng chất tâm hồn. 5 giờ sáng, buổi hoàng hôn, tiếng chuông theo gió bồn chồn thúc con. Tin yêu hy vọng sắc son, phút giây hiện tại quý hơn ngàn vàng. Trong tâm tối có hào quang, trong cô quạnh Chúa thiết thân bên mình. Trong tủi nhục có quang vinh, trong sầu khổ vẫn mênh mông vui mừng. Phút này là phút hồng ân, giám tòa đâu khả quý hơn chốn này. Nếu con được chết ở đây, hạnh phúc hơn được chôn nơi chánh tòa. Lòng con cảm tạ hải hà, con không thèm đổi ngọc ngà trân châu. Chắc con nuối tiếc ngày sau, phút giây quý báu nhiệm màu trôi qua. Nha Trang, 24 tháng 6 năm 1976. Bài thơ này được Ngài viết ra trong năm đầu tiên của chặng đường gian khổ, và Ngài đã kiên trung giữ vững những tâm tình đó cho đến bây giờ. Vì thế, đó không phải là một cảm hứng nhất thời hay những lời bóng bẩy văn chương mang tính cách trình diễn, nhưng là những lời sống thực của một con người đã kinh qua nhiều gian lao thử thách, nhiều sâu xé nội tâm, để rồi cuối cùng tìm được bình an nhờ nhận ra mỗi giây phút hiện tại đều là hồng ân của Chúa. Chính đó là điểm tựa, là đòn bẩy bắn Ngài lên cao, vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của tiện nghi vật chất, của lo lắng tầm thường, để vươn tới một niềm hy vọng bao la. Thiên Chúa là tất cả của cuộc đời mình. Tôi nhớ lại điều Ngài khuyên bảo trong phần Sống Hy Vọng ở cuối cuốn sách đầu tiên của Ngài, và khám phá ra Ngài đã sống những giây phút hiện tại từ lâu. Con chỉ có một giây phút đẹp nhất, giây phút hiện tại. Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó.
Đến khoảng giữa tháng 10, các đại học ở Roma khai giảng. Tôi lại cắp sách đến trường. Qua được một năm học, cách êm xuôi cũng làm cho mình tự tin hơn. Năm thứ hai thần học đòi hỏi mỗi sinh viên phải viết một tiểu luận ra trường để được cấp bằng cử nhân. Vì thế trước khi nghỉ hè, tôi đã nhanh chóng chọn cho giáo sư giám khảo và được ngài chấp nhận đề tài Quyền của người tị nạn, một vấn đề thời sự có liên quan mật thiết với một phần đời của mình, vì chính tôi cũng đã sống đời tị nạn. Và nhờ đó, trong dịp nghỉ vừa rồi, sau khi hoàn tất cuốn kỷ yếu Ngân Khánh Giám Mục, tôi đã dành nhiều thời giờ vào các thư viện và tìm được một số tài liệu đáng kể cho đề tài đã chọn. Điều này càng làm cho tôi cảm thấy năm học thứ hai nhẹ nhàng hơn. Tự trường khoảng 10 ngày, tôi nhận được một lá thư khác của ngài. Tháng 10 năm 1991, Hiền thân mến, ở với mẹ Đức và mẹ Hoa Lan, có rất là vui không? Tối nay cha vừa được tin về bình tình Đức cha hiểu. Thương ngài quá, ngài rất tốt lành, giả hồ miền Bắc lại càng thiếu thốn thêm. Cha bình yên, vui vẻ theo ý Chúa, chỉ sợ cái cholesterol, rất là sợ, gấp quá hèn thứ sau. Các project của cha, có cái gửi Caritas Đức, có cái gửi AED, có nghĩa là giúp đỡ nhà thờ gặp khó khăn. Có cái bộ tuyên giáo, cha sẽ gửi cho một bạn tóm lược. Cha gắng viết, kẹo sờ con bần quá. Nói với chị Vinh và Hằng, cử soạn qua sẵn, sang năm 1992, thế nào cũng có dịp xuất ngoại. Cầu nguyện, cha. Tâm tình của người mục tử nhân lành lại một lần nữa được bộc lộ qua lá thư. Đức cha hiểu của giáo phận Hương Hóa bị bệnh nặng, xem chừng khó qua khỏi. Đây là một tin buồn, vì Đức cha hiểu và ngài đã trở thành bạn thân ngay từ những tháng đầu ngỡ ngàng về xứ giang xá xa lạ. Cha tôi kể lại. Cha hiểu thật tốt lành. Ngài và cha có quen biết họ hàng chi mô, chỉ nghe người khác kể chuyện về cha. Tự nhiên ngài kính mến cha một cách đặc biệt. Hầu như tuần nào, ngài cũng cho người đến giáng xá tiếp tế thực phẩm để cha bồi dưỡng. Có ngày đem đến 2-3 lần. Vì có gì ngài cũng muốn chia sẻ với cha. Nhưng nỗi buồn sẽ mất đi một người bạn thân, một người bạn tình nghĩa ngay từ thời hàn vi mới chỉ là một niềm đau nhỏ. Cái khổ tâm lớn là thấy trước qua sự mất mát đó, cả giáo phận Hưng Hóa sẽ rơi vào tình trạng khó khăn vì không có chủ chăn. Và trách nhiệm càng đè nặng trên vai các giám mục ở miền Bắc. Chính điều này mới làm cho trái tim của người mục tử xót xa, nhức nhối nhiều hơn. Tôi cũng cảm ơn sự quan tâm và tế nhị của cha tôi. Ngài không muốn tôi sao lãng việc bổn phận, việc học, nên hy sinh tự mình viết các dự án rồi tìm cách gửi đi. Tôi cũng nghĩ đến giá trị tông đồ của những hy sinh mà Ngài đã khuyên bảo trong cuốn Đường Hy Vọng, và tin chắc Ngài đang sống những lời này. Để thúc đẩy con, mỗi lần hy sinh, hãy định rõ một mục tiêu: cứu một linh hồn, dâng cho một bệnh nhân, cầu cho hội thánh ở một địa phương đang gặp khó khăn. Và nhờ những hy sinh tế nhị của ngài, tôi có nhiều thời giờ hơn để chăm chú vào việc học và viết tiểu luận ra trường. Một người cha thật dễ thương, và tôi cầu mong được sớm gặp lại cha tôi.
Chương 10 Roma muôn thuở. Cuối tháng 11 ở Roma, trời lạnh và mưa nhiều. Nhưng dù mưa hay nắng, tôi vẫn đều đặn mỗi ngày cắp sách đến trường và dành nhiều thời giờ để tham khảo các tài liệu có liên quan đến người tị nạn để viết tiểu luận ra trường. Chỉ còn 5 tháng để hoàn tất luận án. Tôi tự hoạch định thời biểu và quyết tâm mỗi ngày phải viết được một trang luận án. Cố gắng này đã giúp tôi hoàn thành 2 chương đầu, và tôi hy vọng đến đầu tháng 4, trước khi nghỉ lễ Phục Sinh, phần cuối cùng của tiểu luận sẽ được giáo sư chấp nhận. Tôi cũng hơi lo lắng vì cả tháng nay không được tin tức gì của cha tôi. Lá thư cuối cùng của ngài tôi nhận được vào cuối tháng 10. Những biến cố tôn giáo xảy ra sau khi ngài trở về Việt Nam càng làm tôi lo nghĩ nhiều hơn. Cuối tháng 8, lần đầu tiên chính phủ mời một phái đoàn cao cấp của Giáo hội Hoa Kỳ do Đức Hồng Y Lo, Tổng giám mục Boston dẫn đầu về thăm Việt Nam để thảo luận về tự do tôn giáo. Phái đoàn cũng đã gặp cha tôi tại Tòa giám mục Hà Nội, và Đức Hồng Y Mahoney đã ngỏ ý mời ngài đến thăm Los Angeles. Khi trở về, Đức Hồng Y Lo đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về tình hình giáo hội Việt Nam và ước mong giáo hội được độc lập và tự do trong việc bổ nhiệm giám mục và linh mục, việc tuyển ứng viên vào chủng viện, cũng như trong những liên lạc với quốc tế và tòa thánh. Trước đó vào ngày 15 tháng 4, Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi một thư chung mục vụ dựa trên bài huấn từ của Đức Thánh Cha dịp Ad Limina vào tháng 11 vừa rồi tại Roma, gồm 8 điểm nổi bật. Thứ nhất, giáo hội cần một chỗ đứng để phục vụ con người. Thứ hai, phục vụ con người toàn diện, kể cả tâm linh. Thứ ba, mọi người cần đổi mới cách nhìn. Thứ tư, đức tin là ân huệ Chúa ban, phải được khai triển vào lĩnh vực truyền giáo. Thứ năm, các linh mục cần được huấn luyện liên tục. Thứ sáu, việc tái thiết đất nước cần sự đóng góp của toàn dân, trong đó có linh mục, tu sĩ. Thứ bảy, giáo dân ý thức trách nhiệm thánh hóa trần gian bằng việc thăng tiến xã hội, tôn trọng và bảo vệ các giá trị luân lý. Thứ tám, kiên trì đối thoại vì đó là con đường tốt và hợp lý. Bức thư chung mục vụ này nói lên tinh thần sẵn sàng đối thoại và công tác của Giáo hội Công giáo Việt Nam nhằm phát triển đất nước và con người về mọi mặt, nhưng đồng thời cũng bày tỏ ước nguyện được tự do trong các sinh hoạt tôn giáo của mình. Và ước nguyện này được Phái đoàn Giáo hội Hoa Kỳ nhắc lại sau chuyến viếng thăm Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên, đây không phải là một vấn đề có thể giải quyết một sớm một chiều. Vì thế, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như Phái đoàn các giám mục Hoa Kỳ đều cổ võ tinh thần đối thoại kiên trì để củng cố thêm sự hiểu biết giữa nhà nước và giáo hội. Và điều này cũng phù hợp với lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng trong dịp Ad Limina vừa qua với các giám mục Việt Nam. Vì đối thoại là con đường tốt nhất giúp đạt đến những thành quả lâu dài. Tôi đón nhận những tin tức này với nhiều hy vọng về tương lai của giáo hội, nhất là khi nhìn lại thành quả chuyến viếng thăm đầu tiên của phái đoàn Tòa Thánh năm 1990. Sự hiện diện đông đủ của các giám mục Việt Nam tại Roma. Tôi cũng hy vọng vấn đề của cha tôi sẽ sớm được giải quyết. Trong lá thư ngày 4 tháng 9, ngài có nói bóng bẫy: cha đi thăm các xứ ở Bắc, vừa chơi theo lời mời của các cha, và cũng để cho biết sinh hoạt của giáo dân. Kẻo sau ni về Huế thì không có dịp. Giúp tôi hiểu rằng
Ngài có thể sẽ được bổ nhiệm về Huế. Tôi biết chắc, đối với Ngài, nơi chốn và địa vị đã trở thành hàng thứ yếu, vì Ngài đã chọn Chúa và quyết tâm phục vụ giáo hội hết mình. Kinh nghiệm sống này được Ngài ghi lại trong cuốn Đường Hy Vọng. Không cần địa vị nào mới làm tông đồ được. Đừng thắc mắc địa vị con hay địa vị người khác, làm vì Chúa hay vì địa vị. Và nay địa vị này, mai địa vị kia, người tông đồ không cảm thấy mất mát gì cả. Ở đâu cũng có thể nên thánh. Hơn nữa, Ngài sinh ra và lớn lên tại giáo phận Huế, đã từng làm việc tại đây trong nhiều năm trước khi được chọn làm giám mục Nha Trang, quen biết tất cả các linh mục, các dòng tu. Nên nếu được bổ nhiệm về Huế, Ngài cũng có nhiều lợi điểm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những dự đoán mà thôi. Chỉ biết chắc một điều là nhà nước và tòa thánh đang cố gắng tìm một giải pháp cho vấn đề của Ngài. Và tôi cầu nguyện xin Chúa thương gìn giữ Ngài được luôn nhiều sức khỏe và bình an, để khi công việc đến, Ngài có thể bắt tay làm việc được ngay. Cha tôi thường tự so sánh mình với người thợ làm vườn nho trong Phúc Âm, được chủ gọi mướn và làm việc lúc xế chiều. Cuối cùng, tất cả người thợ đến sớm hay muộn cũng được trả tiền công như nhau. Vì ông chủ nhân lành không muốn những người thợ đến sau bị thiếu hụt. Và Ngài kết luận, điều quan trọng là mình có muốn làm hay không. Vào làm với tất cả tình yêu thương, vì chính tình yêu làm cho công việc có giá trị vĩnh cửu. Tôi nghĩ đến những công việc không tên tuổi mà Ngài vẫn âm thầm thực hiện từ khi được tự do cuối tháng 11 năm 1988 cho đến bây giờ. Ngài đặt ưu tiên việc cải thiện đời sống của các bệnh nhân phong trong hầu hết các trại ở miền Bắc, dựa trên căn bản thực phẩm bồi dưỡng hàng tháng và những kế hoạch chăn nuôi, canh tác lâu dài để giúp họ đủ sức tự mình vươn lên. Thời gian vừa rồi ở Roma chữa bệnh, thỉnh thoảng Ngài cho tôi xem một vài tấm hình người phong cùi tại Việt Nam và nói: Hiền thấy những người ni đáng thương chưa? Mỗi lần nhìn hình của họ, cha lại cảm ơn Chúa đã cho mình lành lặn và quyết tâm giúp họ vơi đi những sâu khổ. Cha nghĩ tới lời Chúa nói trong Phúc Âm mà giật mình. Các ông tượng 18 người bị tháp Siloác đổ xuống đe chết là những người mắc tội nặng hơn mọi người ở thành Jerusalem sao? Không phải thế. Nhưng nếu các ông không ăn năn sám hối, thì các ông sẽ chết y như vậy. Mình được lành lặn, không phải mình xứng đáng hơn những người kia đâu, chỉ là ơn Chúa thôi. Vì thế, phải biết tôn trọng và giúp đỡ họ để đáp lại ơn Chúa cho mình. Cha sẽ gửi kèm những hình này với những dự án xin giúp người phóng cùi. Chắc là được, Chúa làm mọi sự mà. Tôi biết chắc trong thời gian này, Ngài đã dành nhiều ưu tiên cho những người bình phong. Trong lá thư tôi nhận được vào cuối tháng 5, Ngài có nhắc đến điểm này. Con gửi cho cha một bản document về người phong hủi vì ở nhà không có. Bản document này là một sơ đồ do chính Ngài tự làm lấy, dựa trên những số liệu có sẵn để tóm tắt sinh hoạt của hầu hết các trại phong chính tại Việt Nam. Tất cả gồm 15 trại. 1. Trại Quả Cảm ở Hà Bắc. 2. Trại Vân Môn ở Thái Bình. 3. Trại Quỳnh Lập ở Nghệ Tĩnh. 4. Trại Hòa Vân ở Quảng Nam. 5. Trại Quy Hòa ở Quy Nhơn. 6. Trại Núi Sàng ở Nha Trang. 7. Trại Đắc Gia ở Kông Tum. 8. Trại Ba Na ở Buôn Mê Thuột.
9. Trại Di Linh ở Lâm Đồng. 10. Trại Bến Sắn ở Sông Bé. 11. Trại Bình Minh ở Sài Gòn. 12. Trại Phước Tân ở Sài Gòn. 13. Trại Thanh Bình ở Sài Gòn. 14. Trại Sóc Trăng ở Hậu Giang. 15. Trại Cù Lao Viên ở An Giang. Thấy ngài cầm cùi làm sơ đồ trại phong, viết các đơn xin trợ giúp, tôi như cảm được trái tim ngài đang thổn thức với niềm đau, với sự túng thiếu, bỏ rơi và tủi nhục của những người phong này. Ngài đã làm với tất cả tình yêu thương. Và cũng với tình yêu thương, ngài cố gắng dành nhiều thời giờ để giảng dạy và hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho các thầy ở Đại Chủng Viện, Hà Nội. Lời dặn dò của ngài trong lá thư tôi nhận được vào cuối tháng 5 nói lên sự quan tâm tột bậc của ngài về việc huấn luyện chúng sinh. Đào tạo linh mục. Trước hết, con lấy tài liệu Ronio, ống kết cho cha. Cha để lại nơi con, màu trắng và xanh, mà gợi dần. Sau đó tìm thêm nơi khác. Ngài mong muốn tất cả chúng sinh phải được huấn luyện đầy đủ và kỹ càng, dựa theo những chỉ dẫn mới nhất của Giáo hội Hoàng Vũ, kinh nghiệm làm giáo sư, giám đốc chủng viện và làm giám mục, cho thấy rõ sự quan trọng của việc huấn luyện này, và ngài âm thầm giúp các thầy qua những bài huấn đức đầy kinh nghiệm sống và tình yêu thương. Những biến cố tôn giáo quan trọng vừa xảy ra làm tôi nghĩ tới cha tôi với nhiều hy vọng. Có thể vấn đề của ngài sẽ sớm được giải quyết một cách tốt đẹp. Và vì thế, chưa bao giờ tôi mong nhận được thư của ngài như lần này. Ngày nào đi học về, tôi cũng đến thẳng nhà cơm, nơi có hộp thư để xem thử có thư của ngài hay không. Không thấy gì, tôi lại hy vọng ngày mai thư sẽ đến. Tôi nghĩ đến sự quan tâm của ngài khi quyết định tự mình viết lấy những dự án thay cho tôi, nên càng chú tâm hơn vào việc học và viết tiểu luận để khỏi phụ lòng của ngài. Thời gian nhờ đó cũng qua đi mau hơn. Hôm nay, ngày 23 tháng 11, cha Michel Lapsansky, linh hướng của trường Thánh Phêrô, đã mời tôi làm chủ tế thánh lễ ngày mai, lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Tôi cảm ơn sự tế nhị của ngài. Mặc dầu đây cũng chỉ là một thánh lễ bình thường như mọi ngày, nhưng với tôi, thánh lễ này nói lên tình hiệp thông đậm đà ở trong giáo hội, vì sẽ được nhiều anh em linh mục thuộc nhiều quốc gia khác nhau cùng đồng tế để cầu nguyện cho quê hương và giáo hội Việt Nam. Sự kiện này cũng giúp tôi sống lại một cách mãnh liệt niềm hãnh diện đầy xúc động khi được đồng tế với Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục Việt Nam cách đây đúng một năm. Và tâm hồn tôi rộn rã niềm vui. Sau giờ cơm trưa, tôi cùng với vài người bạn đi dạo chung quanh nhà, rồi trở về phòng để chuẩn bị nghỉ trưa. Nghỉ trưa, tức là siesta ở Roma nổi tiếng, kéo dài tới 4 giờ chiều. Du khách đến Roma cũng phải ngạc nhiên vì phố xá đóng cửa từ 1 giờ cho đến 4 giờ. Mọi sinh hoạt buôn bán hầu như ngưng lại. Tôi định lấy cuốn sách về người tị nạn để đọc tiếp, thì điện thoại reo. Là thật, ít ai gọi mình vào giờ này. Tôi cầm điện thoại và lập tức sung sướng reo lên. Cha hả? Cha đang ở đâu vậy? Giọng ngài chậm rãi, rõ ràng ở đầu dây. Cha đang ở Thái Lan, mới đến ngày hôm qua. Hiền khỏe không? Tôi ngạc nhiên hỏi ngài. Ủa?
rắn lại ở Thái Lan. Cha đi học hay sao? Ngài giải thích. Đâu có, cha được nhà nước cho đi ngoại quốc. Lần này cha phải mất công đi xin passport visa, như hai lần trước. Cha đang ở nhà các anh em Focolare đây. Tôi vẫn mù mờ chưa hiểu rõ, nên tiếp tục hỏi. Như vậy là nghĩ làm rằng, có phải cha ở bên này luôn không? Ngài nhẹ nhàng trả lời. Chắc là không. Nhà nước muốn cha ở ngoại quốc trong thời gian nói chuyện với tòa thánh để thu xếp vấn đề của cha. Họ nói như vậy tiện hơn. Cha có bàn hỏi với một vài người và cũng suy nghĩ nếu mình ở lại càng gây khó khăn cho việc đối thoại giữa nhà nước và tòa thánh mới được bắt đầu. Nên quyết định đi một thời gian, khi nào thu xếp xong sẽ trở về. Hiền chuẩn bị giúp cha được nghe. Tôi mau mắn trả lời. Dạ, sẵn sàng. Nhưng khi nào cha mới qua Roma? Ngài đáp lại. Ngày mai cha đi Pháp, rồi 27 ni tới Roma. Hiền liên lạc với nhà phói ở Phạt Nhiệm để biết ngày giờ đón cha ở phía trường. À, mừng lễ các thánh tự đào ngày mai nghe. Cầu nguyện nhiều. Cha chào. Dạ, chào cha. Mong gặp lại cha. Tôi cắt máy điện thoại, tâm trạng hoang mang khó diễn tả. Một phần tôi cảm thấy vui vì sẽ được gặp lại người cha thân thương của mình. Nhưng phần khác cũng lo nghĩ, không biết đến bao giờ vấn đề của ngài mới giải quyết xong. Một cách tự nhiên, tôi liên tưởng đến những lời bình thản của ngài khi thấy tôi vui mừng. Vì nghĩ rằng cuộc đời ngài đã qua được giai đoạn thử thách. Cha nghĩ đời cha còn nhiều gian nan lắm, chưa hết đâu, phải cầu nguyện nhiều. Và tôi có linh cảm điều ngài bộc phát đang trở thành hiện thực. Tôi nhìn lên cây thánh giá treo trên tường và nguyện cầu thiết tha. Lạy Chúa, đường lối Chúa thật lạ lùng, không ai hiểu nổi. Khi tất cả xem ra êm xuôi, tưởng rằng sẽ như dự tính, thì đùng một cái, mọi sự đều đảo lộn. Đúng vậy, con đã tưởng chuyện cha con đã đến hồi kết thúc. Con hy vọng, con vui mừng, nhưng bây giờ xem ra như là mới bắt đầu. Con lo âu, con xót xa, Chúa tính toán cách gì nữa đây? Con đường Chúa đi thật khó lần ra manh mối, nhưng khi nhìn vào cây thánh giá, khám phá bài học khôn ngoan tuyệt vời và đắm chìm trong mầu nhiệm yêu thương, lòng của con lại bừng lên niềm hy vọng. Con tin chắc rằng, ở cuối con đường, đoạn cuối của câu chuyện sẽ còn nhiều ngạc nhiên thích thú, như những con đường hầm trong cuộc đời mà Chúa đã dẫn con đi qua. Lạy Chúa là cha nhân lành, xin gìn giữ người cha thân yêu của con. Con tin Chúa đang thực hiện những gì tốt đẹp nhất cho chương trình của Chúa nơi cuộc đời ngài. Và lạy Chúa nhân lành, xin cho con được tâm hồn bình an. Tôi lặng thinh một hồi lâu, mắt đăm đăm nhìn vào cây thánh giá. Cách thức Chúa dùng để cứu nhân loại thật khác đời. Một sự khác đời trói gọn yêu thương. Và tôi nhận ra những lời cha tôi khuyên bảo thật chí lý. Con có một sự khôn ngoan, khoa học thánh giá. Nhìn Chúa Giêsu trên thánh giá, con giải quyết ngay được vấn đề đang khiến con xao xuyến. Thánh giá là tiêu chuẩn để chọn lựa và quyết định. Tâm hồn con sẽ bình an. Trích sách Đường Hy Vọng số 989.
và thật sự tâm hồn tôi tìm lại được an bình. Ba ngày đợi chờ qua đi thật nhanh, hôm nay ngày 27, tôi theo xe đức ông giám đốc nhà phát diệm ra phi trường để đón cha tôi. Chuyến máy bay của hãng Air France đến Roma vào buổi sáng. Tôi thấp thỏm chờ gặp lại ngài. Cũng đã 8 tháng rồi, kể từ ngày ngài rời Roma. May quá, máy bay đến đúng giờ, tôi không phải chờ đợi lâu. Mọi người vẫy tay vui mừng khi thấy cha tôi đẩy chiếc xe hành lý ra khỏi cổng kiểm soát. Ngài mặc chiếc áo khoác mùa đông màu xám trắng, có điểm những chấm đen trông rất trẻ trung, và trên đầu đội chiếc mũ phớt màu đen. Ngài tủm tỉm cười và mở mắt to nhìn về phía chúng tôi như muốn chào và cảm ơn tất cả mọi người đến đón. Tôi vội chạy đến chào ngài và giúp đẩy xe hành lý. Ngài nói vội. Chà, thầy Hiên khỏe hơn, chả nói chuyện sau. Và tôi đi theo ngài đến chào mọi người. Trên xe đẩy chỉ vỏn vẹn một cái túi xách màu xanh lá cây, một túi nhỏ đeo vai và một cặp táp màu đen có khóa số mà tôi và một người thân ở Hòa Lan đã tặng ngài làm quà Giáng sinh vừa rồi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì hành lý của ngài quá sơ sài. Không biết những vali đẹp tốt ngài đem về vừa rồi để đâu, mà lại dùng hai túi xách quá bình dân này. Xe về đến nhà Foyer, cha tôi cảm ơn đức ông, giám đốc và tất cả mọi người đã đi đón ngài, rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Tôi đem hành lý của ngài lên phòng và mở cửa sổ cho thoáng khí. Lần này, phòng của ngài ở lầu trên cùng, ngay sát cửa thông ra sân thượng. Vừa móc áo khoác của ngài vào tủ, tôi vừa gợi chuyện. Ủa, cái áo này ở đâu mà từ trước tới giờ con không thấy? Ngài ngồi xuống ghế và trả lời. Của Luigi ở Thái Lan đó. Anh ta nói cơ ở Ý bây giờ lành rồi, nên bắt cha phải mặc kèo khoác ní đây. Hóa ra cũng không đến nỗi lành lắm, lành giống như ở Hà Nội thôi. Tôi gật đầu ra vẻ hiểu và nói. Hèn chi con thấy là, có bao giờ thấy cha mặc loài áo trẻ trung này đâu. Cha còn phong độ lắm, bố gia. Ngài cười thật tươi. Ôi chao ơi, cả mấy thương ni tỉnh toán chuyện đi hay ở lại, rồi sắp xếp công việc ở nhà, ăn ngủ thất thường, mệt một bình luôn. Mấy nhờ qua Bangkok, nghỉ ngơi được 2 ngày mới lại sức đó. Mấy anh em Focolare ở Thái Lan thật tệ nhị. Họ biết cha mệt, nên để cha hoàn toàn tự do nghỉ ngơi. Tôi tò mò hỏi ngài. À, chuyện của cha đâu đuôi ra răng. Ngài lấy chai nước suối trên bàn, rót ra ly, uống cạn, rồi thong thả trả lời. Câu chuyện cũng khá dài. Những khởi sự từ khi đức cha già Phạt Diệm đưa ra sáng kiến muốn giữ cha ở lại Hà Nội để giúp giáo hội miền Bắc. Ngài lý luận miền Bắc, nhất là giáo phận Hà Nội, cần người có khả năng để giúp giáo hội ở ngoài này tiến lên. Vì thế, ngài đề nghị xin tòa thánh đặt cha làm phó Hà Nội, vì nghĩ như vậy sẽ giải quyết một lần 2 vấn đề. Thứ nhất là không cần thiết đặt vấn đề cha về lại Sài Gòn nữa. Thứ hai là giáo hội miền Bắc có thêm người lãnh đạo giúp sức. Ý kiến này cuối cùng được đức cha Tùng đang làm giám quản Hà Nội chấp thuận và gửi thư xin tòa thánh duyệt xét. Tôi bồn chồn hỏi ngài. Rồi tòa thánh có đồng ý không cha? Ngài kể tiếp. Tòa thánh cũng thấy đó là một giải pháp hay, nên liên lạc với tòa đại sứ Việt Nam tại Ý để tham khảo.
và qua tòa đại sứ, nhà nước Việt Nam biết được điều đó, nên họ hồi nhau bàn thảo, và cuối cùng phải ông Lam, trưởng ban tôn giáo đến gặp cha. Ông trình bày nhà nước đang có nhiều vấn đề trước mắt phải đối phó, nên không muốn đặt thêm vấn đề của cha, và đề nghị cha qua thăm ôn mề ở Úc một thời gian. Cha trả lời là đã đi Úc thăm rồi, nên ông chuyển ý muốn cha đi qua Roma. Khi đã biết được quyết định của nhà nước muốn mình đi khỏi Việt Nam lúc này, cha vui vẻ kết thúc câu chuyện và hứa sẽ cho biết ý kiến của mình sau. Tôi lo lắng hỏi tiếp. Rồi cha trả lời như thế nào? Ngài thong thả uống thêm một ngụm nước rồi kể tiếp. Cha liên lạc với một số người thân, hỏi xem ý kiến của họ thế nào. Đa số khuyên cha nên đi một thời gian, đợi khi vấn đề được giải quyết, rồi trở về. Còn bây giờ, nếu cứ ở lại đây, vấn đề càng thêm căng thẳng, không ích lợi gì cho cha. Và nhiều vấn đề chúng của giáo hội Việt Nam có thể vì đó mà bế tắc. Tôi sốt ruột hỏi ngài. Và như vậy cha trả lời cho nhà nước là sẽ đi à? Ngài lắc đầu. Cha chưa trả lời liền. Trong thời gian đó, cha cố gắng liên lạc với Roma để biết ý tòa thánh như thế nào. Mình thuộc về hội thánh mà. Cuối cùng, qua tòa khấm sự ở Úc, cha biết tòa thánh cũng muốn cha tạm rời Việt Nam, nên mới trả lời cho ban tôn giáo và chuẩn bị đi. Lần này cha xin thấy cha khỏi phải làm gì cả, mà passport visa có đầy đủ đàng hoàng. Liên nói đùa, ông già hết ý, các đức cha mỗi lần đi nước ngoài, tụi con phải lo chạy giấy tờ, mệt thở không ra hơi. Còn ông già chỉ ngồi yên mà mọi sự có sẵn, nếu có vé máy bay nữa thì thân tình. Tôi bật cười một cách thích thú vì kiểu nói của cha sinh. Ngài tiếp tục. Trước khi đi, ông trưởng ban tôn giáo có biểu cha một tấm plaque hình chuông một cột và một bịch trà thầy nguyên, nói là để nhờ quê hương, cha để trong túi xanh. Hiền lấy ra xem đi. Tôi đến chỗ đang để hành lý của ngài và mở túi xách ra. Tấm plaque chỉ bằng một trang giấy in với hình chuông một cột trông thật xinh xắn. Thấy tôi lúng túng, không biết đặt tấm hình ở chỗ nào, ngài liền nói. Hiền để tạm đâu đó cũng được. Khi nào về lại trường, Hiền nhớ đem theo cất cho cha. Để ở đây rồi từ từ đồ đạc chồng lên. Khi cần không biết đâu mà tìm. Quê hương luôn ở trong lòng của mình rồi. Có khi nào mà lại không nhớ, không thương. Thế rồi ngài lặng thinh, nhắm mắt lại như muốn tập trung hướng về mảnh đất thân yêu, nơi ngài đã suốt đời quyết tâm phát triển và xây dựng, nhất là xây dựng con người. Tôi cũng ngồi lặng yên, tay mân mê tấm lắc. Ngài mở choàng mắt ra, miệng tủm tỉm cười và hỏi. À, cha Hiên viết tiểu luận tại mố rồi. Tôi hứng thú khoe ngài. Dạ, con được giáo sư nhận hai chương rồi, đang viết hai chương cuối, chắc xong trước phục sinh. Ngài cười cười rồi trả lời. U cháu ơi, trình độ à, rửa là gần sống rồi, rất là thân tình. Khi nào rảnh nhớ lại đây giúp cha nghe. Bây giờ cha dự định như thế nào? Sống giấy phục hiện tại thôi. Chúa cho con sống được tự do là nhất rồi. Chuyện tương lai phó thác cho Chúa. Bây giờ cố gắng tìm cách giúp những người bình phong và các chương trình xây dựng ở Việt Nam,
họ thiếu thốn đủ thứ chuyện. Có gì ta cho hết, cầm lòng không được. Chắc mấy cái vali cha cũng cho luôn quá. Chứ còn chi nữa, thầy mấy cha thích, nên cha cũng cho luôn. Cha chỉ giữ lại cái cặp táp Hiền Lâm Quan nó ăn ở Hoa Lan thôi. Của cha Hiền mà. Con đã nghĩ rồi, thầy cha qua lại Roma với hai cái túi sách rất là Việt Nam. Con đoán chắc cha cho hết mấy cái vali đẹp đem về vừa rồi. Đúng quá. Thôi, con phải về. Chiều nay có học nhóm, không bỏ được. Để cha lấy cái này cho Hiền. Rồi mở cặp táp lấy ra một tờ giấy viết sẵn trao cho tôi và nói. Cha về Việt Nam cũng dịch thêm được một số bài suy niệm nữa. Đây, Hiền đọc xem thử có được không? Tôi cầm lấy và trả lời. Chưa nhìn cũng biết là hay rồi. Và tôi vừa cười vừa đọc. Người thánh dùng thời giờ mình như thế nào? Các thánh cũng sống trên quả đất này như con. Các ngài cũng sống cùng thời gian với các người khác. Ai cũng một ngày 24 giờ. Ngày của các thánh không dài hơn một phút. Các thánh không sống lâu hơn con. Francisco Xavier 46 tuổi. Teresa Hài Đồng 24 tuổi. Rose de Lima 31 tuổi. Nhưng thời gian của các thánh có một sự cố đồng, một nồng độ đặc biệt vì nó có giá trị đời đời, nó có tính trường cửu. Con có thể so sánh một nông dân, một công dân. Một giờ lao động của họ đáng giá 1.000 đồng, 1.500 đồng, 3.000 đồng. Nhưng một nhà kinh tế tài chánh, có khi một phút của họ, một quyết định đáng giá bạc triệu, bạc tỷ. Chúa hành động trong các thánh cộng tác với Chúa. Một giờ làm việc của Chúa là vô giá. Sự thánh thiền được xây dựng trong giây phút hiện tại. Không ai có thể nên thánh lui về quá khứ. Cũng không ai có thể nên thánh trước cho tương lai. Vì thế mà vì thánh sử dụng giây phút hiện tại, mỗi giây phút không bỏ lỡ phút nào, để đáp lại tình yêu với tất cả tâm hồn. Vì thánh sống trong hiện tại, trong một đại dương bình an vô hạn, vì ngài đã sống trong sự đời đời, mà đời đời là một hiện tại vĩnh cửu. Tôi trầm ngâm đọc lại bài suy niệm thêm một lần nữa, thật chậm rãi, không bỏ sót một chữ nào, và buộc miệng khen ngài. Rất là hay, cảm ơn cha. Và ngài trả lời kiểu cha giả phát một cách khôi hài. Xin trả lui. Và cả hai cha con cùng cười một cách khoái chí. Tôi về lại trường, vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung. Có hai yếu tố làm cho chuyến đi ngoại quốc lần này của ngài không được bình thường. Thứ nhất, không phải do ý muốn của ngài. Thứ hai, ngài được ông Lam, trưởng ban tôn giáo tặng quà lưu niệm trước khi đi. Một sự kiện chưa bao giờ xảy ra. Ngoại trừ những phái đoàn ngoại quốc chính thức thăm Việt Nam, mà ngài đâu phải người ngoại quốc. Tôi có linh cảm, ngài cũng đã nhận ra sự khác thường này. Chuyện của ngài chắc không đơn giản. Nhưng thái độ bình thản của ngài cũng làm tôi yên tâm. À, phải rồi, ngài đã thật sự chọn Chúa, làm tất cả vì yêu mến Chúa, và quyết tâm lau sạch nước mắt ưu phiền và những con tim chán nản, và đốt cháy thế gian bằng lửa tình yêu, thiêu sạch những gì cần hủy bỏ, để chỉ còn lại chân lý, hòa bình và yêu thương. Bài thơ Con Chọn Chúa. Nên lúc nào, hoàn cảnh nào
ngài cũng sống an bình, hạnh phúc. Hơn nữa, qua bài suy niệm ngài vừa mới trao, tôi khám phá thêm một lần nữa, ngài đang noi gương các thánh để hoàn toàn ngục lặn trong giây phút hiện tại. Không hối tiếc quá khứ đã qua, không lo toan tương lai chưa tới. Nhờ đó, ngài luôn sống trong đại dương bình an vô hạn, và làm cho từng giây phút của đời ngài có giá trị vĩnh cửu. Tôi nhớ lại câu chuyện về một người vô gia cư mà ngài đã thuật lại cho tôi nghe một cách thích thú trước khi về Việt Nam lần vừa rồi. Sau khi cho người vô gia cư mấy đồng tiền lẻ, ông khách qua đường nói: "Chúc ông một ngày tốt đẹp. Have a good day." Người vô gia cư đáp lại: "Ngày nào cũng đẹp cả. Every day is good day." Ông khách ngạc nhiên: "Thế tại sao ngày nào cũng đẹp?" Và người vô gia cư vui vẻ trả lời: "Vì mỗi ngày đều là món quà của Chúa đó. Every day is a gift from God." Tôi bật cười và nghĩ tới ngài. Có phải cha cũng muốn nói với con điều này? Sống hiện tại, sống phó thác vào tình yêu Chúa, sống bình an, vì ngày nào cũng đẹp cả. Phải vậy không cha? Và tâm hồn tôi hơi thới nhẹ nhàng.